Thưa tất cả các đồng chí lãnh đạo và tất cả các đồng chí, tôi là lần đầu tiên đến thăm thị xã của chúng ta và được các đồng chí mời giới thiệu chuyên đề học tập làm theo Bác của năm nay, lại vào dịp đầu năm mới và chúng ta sắp sửa đón Tết cái truyền thống của dân tộc. Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới đồng chí Bí thư Thị ủy, tới tất cả các đồng chí. Xin chúc tất cả các đồng chí chúng ta một năm mới sức khỏe, thành tựu và hạnh phúc. Năm 2020 này, nếu Bác còn sống với chúng ta, Bác là 130 tuổi, mà Bác đã đi xa đã 50 năm nay, đến nay là 51 năm rồi, hơn một nửa thế kỷ. Năm nay chúng ta cũng lại kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam. Mà lúc miền Nam toàn thắng ấy, thì Bác không còn nữa. Bác đã về với tổ tiên, với thế giới người hiền được 6 năm trước đó rồi. Cho nên nói chuyện về Bác, nhất là đại đoàn kết, là vấn đề mà Bác phải theo dõi, thực hiện suốt cả cuộc đời. Thì đấy là một câu chuyện rất là cảm động. Nhất là đáp ứng cái yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh như Đảng đang nói hiện nay, thì tôi xin tập trung vào mấy điểm cốt yếu để giúp các đồng chí nghiên cứu tài liệu của Trung ương một cách tốt hơn, và ta sẽ triển khai rộng rãi trong quần chúng, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thế và cũng vì thời gian rất ít, cho nên tôi xin phép các đồng chí được trình bày liên tục. Ta không bố trí nghỉ giải lao, đồng chí nào cần phải ra ngoài, các đồng chí cứ tự nhiên rồi ta lại trở lại, để ta kết thúc chiều hôm nay. Tôi xin tập trung vào mấy điểm thôi. Điểm đầu tiên là chúng ta cũng cần biết được dù một vài nét khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Các đồng chí biết là nói chuyện về Bác Hồ thì bất cứ ở đâu, kể cả trong nước và nước ngoài, thì đều gây một cái niềm xúc động lớn trong nhân dân. Nhưng mà nói chuyện về Bác lại chính trên quê hương của Bác. Nghệ An là vùng đất địa linh nhân kiệt, và Nam Đàn quê Bác, rồi là thị xã của chúng ta đấy, cũng có thể nói là những miền đất rất quen thuộc. Các đồng chí ở đây có cái nông trường Đông Hiếu, là nơi đã in dấu tích của Bác khi Bác còn sống đấy. Sắp tới sẽ là cái khu di tích về Hồ Chí Minh. Đấy sẽ là một địa chỉ để giáo dục truyền thống cho tất cả các thế hệ. Thì tôi xin cố gắng khái quát với các đồng chí một vài nét về cuộc đời sự nghiệp của Bác, để chúng ta chuyển sang nói về mục đích, ý nghĩa, vì sao mà Đảng ta chọn cái chủ đề của năm nay là đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Chúng ta cũng sẽ nói về những nội dung cốt yếu của cái chủ đề này, những phương pháp, hình thức để thực hiện đại đoàn kết theo đúng chỉ dẫn của Bác, tức là cả tư tưởng, đạo đức và phong cách. Chúng ta cũng sẽ có điều kiện để ôn lại cái bản di chúc linh thiêng chỉ có 1.000 từ thôi mà Bác để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta. Bác viết lúc 75 tuổi và 79 tuổi Bác vĩnh biệt chúng ta. 4 năm liền Bác suy nghĩ, Bác sửa chữa, cuối cùng chỉ còn lại đúng 1.000 từ. 1.000 từ linh thiêng đó đấy, Bác dành tất cả cho dân, cho Đảng, cho cả thế giới nữa. Bác chỉ lấy ra đúng 79 từ nói về việc tang lễ cho Bác, mà Bác lại đi vào lúc 79 tuổi. Thì cái điều trùng hợp này là rất xúc động cho chúng ta, vì Bác viết từ lúc 75 tuổi cơ. Những chuyện đó chúng ta cũng cần biết. Và có thể nói là đồng bào cả nước, mọi thế hệ người Việt Nam đều hướng tới Người là con cháu của Người. Nhưng mà riêng cán bộ, đảng viên, nhân dân Nghệ An, trong đó có thị xã của chúng ta, là con cháu của Người, thì càng hiểu biết nhiều về Bác là càng tốt. Trên theo đề nghị của các đồng chí, tôi sẽ vừa kết hợp trình bày các vấn đề lý luận ở trong chuyên đề,
mà vừa nói về những câu chuyện về cuộc đời của bác để chúng ta nắm vững được, nhất là các bạn trẻ thanh niên. Thưa tất cả các đồng chí, chúng ta biết là bác Hồ của chúng ta chỉ sống được 79 tuổi. Người ta gọi là 79 mùa xuân, mà nói như Thủ tướng Phạm Văn Đồng ấy, là mùa xuân nào cũng đẹp. Cuộc đời Hồ Chí Minh là trong suốt như pha lê, không một nét gợn. Và người đi trọn vẹn cả cuộc đời của mình để dâng hiến trọn vẹn, toàn vẹn cho dân, cho nước. Ngay tên bác cũng nói đến điều đó. Các đồng chí nghiên cứu về tiểu sử của bác, các đồng chí đều biết là bác sống 79 tuổi, nhưng bác lại mang tới 175 cái tên. Riêng điều này đã là huyền thoại. Mà trong 175 cái tên của bác ấy, nổi bật là Nguyễn Ái Quốc và Nguyễn Ái Dân. Nguyễn Ái Quốc là người thanh niên họ Nguyễn yêu nước, mà bác dùng tên là Nguyễn Ái Quốc cách đây 101 năm rồi. Từ năm 1919 ấy, bác đã chính thức lấy tên là Nguyễn Ái Quốc khi hoạt động ở Pháp, ở phương Tây. Năm ngoái ta kỷ niệm đúng một thế kỷ, 100 năm bác mang tên là Nguyễn Ái Quốc. Vậy mà từ khi là chủ tịch nước, chủ tịch đảng thì bác lại lấy tên là Nguyễn Ái Dân, tức là yêu dân. Dân và nước đấy là trở đi trở lại trong cuộc đời của bác. Còn trong tác phẩm của bác đấy thì chữ dân là chữ có tần số lớn nhất, tức là lặp lại nhiều nhất. Và ngay cả trong cuộc đời của bác, giây phút cuối cùng bên giường bệnh mà bác nói với chúng ta một câu là bác không thể bỏ dân mà đi được, thương dân đến như vậy. Bác về quê được hai lần. Đấy. Năm 1957, lúc bác 67 tuổi, và lần cuối cùng năm 1961, lúc bác 71 tuổi. Vậy mà trước khi mất 3 tháng, tháng 6 năm 1969, bác còn có thư cho Đảng bộ và nhân dân Nghệ An lần cuối cùng, các đồng chí. Trong bức thư đó, bác nhấn mạnh vào 3 điều. Một là không được để dân đói. Chữ dân và cuộc sống của dân ở bác sâu sắc đến như vậy, không được để dân đói. Thứ hai là không được để các cháu bỏ học. Trong số các đồng chí, có đồng chí nào công tác trong ngành giáo dục, là thầy giáo, cô giáo, thì mới càng thấy rõ là bản thân bác cũng là một nhà giáo, bác quan tâm đến giáo dục như vậy. Và cái câu thứ ba bác dặn rất quan trọng này, không được để xảy ra mất đoàn kết. Từ chi bộ ở thôn làng đến tận cơ quan lãnh đạo của tỉnh ủy, bức thư ấy gửi cho Nghệ An bây giờ không còn là riêng Nghệ An nữa, mà là bác dạy chung cho toàn đảng, toàn dân trong cả nước. Và vì vậy cái chủ đề đoàn kết, đại đoàn kết của năm nay đấy, càng làm cho chúng ta nhớ đến bác hơn với những lời dạy như vậy. Nếu các đồng chí về Nam Đàn, về Kim Liên, về làng Hoàng Trù quê ngoại, làng Sen quê nội của bác, thì các đồng chí đều biết là trong gia đình bác đấy, bác là người sống thọ nhất. Bác còn được 79 tuổi, mà chỉ cần thêm 3 tháng nữa thôi là bác có thể sang tuổi 80. Để chúng ta chúc thọ bác mà không kịp, bác đi vào đúng 79 tuổi. Còn những người thân khác trong gia đình bác ấy thì đều mất sớm lắm. Mẹ của bác, các đồng chí biết rồi, bà Hoàng Thị Loan chỉ sống một cuộc đời ngắn ngủi, có 33 tuổi đã mất. Mà bà lại mất vào dịp Tết, các đồng chí, 22 tháng Chạp là bà mất. Mà lúc mồ côi mẹ, bác của chúng ta có 10 tuổi đầu ở Huế. Em nhỏ của bác được có 4 tháng tuổi. Bà nội của bác là cụ Hà Thị Hy được có 32 tuổi đã mất.
Bố của bác là cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc hay là Nguyễn Sinh Huy đấy, được 67 tuổi. Mà cụ lại mất đúng vào thời điểm bác đang ở nước ngoài để thành lập đảng năm 1929. Mà cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc đấy mất trong một hoàn cảnh rất là cô độc, không có một người thân nào bên cạnh, mà mất ở một nơi rất xa xôi, tận Cao Lãnh, Đồng Tháp ở miền Nam mà chưa một lần bác đến. Chị gái của bác là bà Nguyễn Thị Thanh, được 70 tuổi. Chị gái bác còn có một cái bí danh rất đẹp là Nguyễn Thị Bạch Liên. Bạch Liên tức là hoa sen trắng. Cho nên bác đón chị ra thăm ở Hà Nội đấy, bác là chủ tịch nước rồi, bác lấy tên là Hồng Liên. Hồng Liên tức là một đóa sen hồng, để tương xứng với chị gái của mình. Anh trai bác là ông Cải Khiêm, tức là Nguyễn Sinh Khiêm, Nguyễn Tất Đạt đấy, cũng ra Hà Nội thăm bác vội vã, rất là ngắn ngủi vì chiến tranh đắp sắt nổ ra. Hai anh em gặp nhau trong chốc lát thôi rồi chia tay. Mà chị gái bác và anh trai bác ra thăm bác Hà Nội lần đầu tiên mà cũng là lần duy nhất cuối cùng. Sau đó cả anh và cả chị đều mất. Chị gái bác mất vào đúng năm Điện Biên Phủ, năm 1954. Đấy. Trong các đồng chí chúng ta, đồng chí nào tham gia hội cựu chiến binh hay là bộ đội Cụ Hồ thì đều biết, năm vừa rồi ta kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, thì cũng là 65 năm ngày mất của chị gái bác đấy, đúng vào năm Điện Biên Phủ. Còn anh trai bác ông Cải Khiêm đấy, được có 62 tuổi thôi, mà mất vào đúng năm 1950 là năm chiến dịch biên giới, bác đều không có nhà cả. Thế mà khi gặp bác ở Hà Nội, hai chị em ôm lấy nhau mà khóc. Bà Thanh hỏi bác một câu là việc riêng của cậu đến đâu rồi? Bác trả lời chị là em không còn thời gian nữa, muộn mất rồi. Lúc đó bác đã 55, 56 tuổi. Bây giờ chỉ còn lo cho dân, cho nước thôi. Cách mạng tháng 8 mới thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mới ra đời, mà đã 2 triệu người chết đói do thực dân Pháp gây nên. Cho nên bây giờ nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ là lo cái ăn cái mặc cho dân, không được để dân chết đói nữa. Cho nên em không còn thời gian để mà nghĩ việc riêng tư nữa, và lại cũng muộn mất rồi. Đấy là lời của bác. Thế còn ông Cả Khiêm tình cờ ra thăm bác lại hỏi đúng một câu như vậy. Ông Cả Khiêm có trao đổi với bác là anh biết chú rất bận, nhưng chú cố thu xếp để về thăm quê lấy một lần. Bác hứa với anh là nhất định sẽ về thăm quê, mà bác về đến 2 lần cơ. Nhưng mà lúc về thì cả anh và cả chị đều không còn nữa. Lúc mà chia tay đấy, ông Cả Khiêm nói thế này này: anh đã vậy, liệu chú cũng định ở vậy sao? Như thế tức là giúp bác lập gia đình đấy. Thì bác không khóc nữa, bác chỉ khóc với chị gái thôi. Bác đặt tay lên ai vai của anh, mà bác ngâm cho anh nghe một câu kiều: đã tu tu chót qua thì thôi. Để các đồng chí hiểu rõ bác là một con người bằng xương bằng thịt nhé, cũng có niềm vui nỗi đau như chúng ta thôi, chứ không phải thần thánh gì. Dù bác rất vĩ đại, vĩ đại đến mức mà bậc tiền bối của bác như cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Chu Trinh là bạn thân của bố bác, mà phải thốt lên là nếu Nam Đàn có thánh thì thánh đó chỉ có một thôi, đó là Nguyễn Ái Quốc. Thì để đến cái tầm vóc vĩ đại của bác, nhưng bác vẫn là một con người bình thường như chúng ta, và bác trả lời như vậy đấy các đồng chí, để chúng ta hiểu là nghiên cứu về gia đình bác đấy, ta mới thấy bác là người sống thọ hơn cả. Dù cuộc đời bác là sóng gió trăm cay nghìn đắng, còn những người thân trong gia đình bác thì đều mất sớm cả. Nhất là bà nội, cụ Hà Thị Hy, chỉ sống được có 32 tuổi đã mất. Mẹ bác được 33 tuổi. Và đặc biệt nữa đấy,
Các đồng chí nhớ là khi bác là chủ tịch nước rồi nhé, mà bác không quên một chi tiết nào về cái ngày mẹ mất, em mất đó. Cái tuổi thơ cay đắng đó để lại dấu ấn trong suốt cuộc đời bác. Thời kỳ mà mẹ bác ở Huế chính là cái cuộc đi bộ từ Nam Đàn, Nghệ An vào Huế, cả gia đình. Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là mãi về sau này mới đỗ phó bảng. Chứ trong cái cuộc thi cử lận đận lắm, bao nhiêu lần thi không đỗ, cuối cùng là quyết chí vào tận Huế, học ở trường Quốc học Huế rồi thi. Thế mà di chuyển như vậy là bà Loan phải đi theo để lo cuộc sống cho chồng cho con. Mà ta nhớ là đi bộ các đồng chí nhé, đi bộ từ Nam Đàn, Nghệ An vào Huế, 400 cây số đường rừng núi như vậy, mấy tháng trời mới đến nơi, chuyên kiệt sức. Thế mà sống trong cảnh cảnh nghèo nàn, làm lụng suốt ngày để nuôi chồng nuôi con như vậy. Bà vừa làm nghề ruộng ở Nghệ An, rồi vào Huế thì làm nghề dệt lụa dệt vải. Thế mà bố của bác lại được cử đi chấm thi ở tận núi rừng Thanh Hóa cơ, mà đi là thường mang con trai cả cùng đi. Thế là ở Huế chỉ có bác và mẹ bác, em nhỏ mới sinh ra được có mấy tháng tuổi. Bác đi mua thuốc về cho mẹ, xin nước cơm nước cháo về nuôi em, vì mẹ đẻ em bé mà không có một giọt sữa nào. Mà mở cửa ra thì mẹ đã chết lạnh giá trên khung cửa. Mà đau đớn nhất ấy là em nhỏ của bác còn khào thét và vẫn khóc trên ngực mẹ để tìm sữa cơ. Người ta nhớ cái chi tiết đó để sau này ta biết là bác nhớ tận cùng, không quên một chi tiết nào. Hàng xóm phải làm tang giúp, chứ người tuổi đầu thì bác biết làm gì được. Mà mẹ mất rồi nhé, em nhỏ không có sữa mẹ, khóc cả đêm. Mà bác dỗ em không nín cơ, bác tủi thân khóc theo em. Đấy là lời bác kể lại đấy. Thế rồi sau này trong kháng chiến mà bác nghe tiếng trẻ nhỏ nó khóc trong làng trong bản ấy, bác bảo với các đồng chí cảnh vệ là các chú vào tận nơi xem làm sao mà em nhỏ khóc nhiều vậy. Nghe các cháu nó khóc bác xót xa lắm, vì bác bỗng nhớ đến em bác ngày xưa cũng vậy. Thế mà sau khi chấm thi ở Huế xong, ở Thanh Hóa xong, thì cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đấy mới được tin là vợ mất ở Huế, một cái tin đau đớn dữ dội như vậy, và vào lập tức ngay ở Huế để đón con về. Thế rồi em nhỏ của bác chết ngay trên cánh tay của bác, nghèo túng đến mức là phải nhờ hàng xóm nhé, tháo cánh cửa này, lấy cái miếng gỗ đóng cái áo quan nhỏ xíu để đựng cái sinh linh 4 tháng tuổi bọc trong cái áo rách của anh đem em đi chôn. Để ta mới hiểu vì sao mà bác dành một tình thương đặc biệt cho các cháu nhỏ là vì thế. Bác viết là trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, học hành là ngoan. Đấy, gia cảnh của bác là như thế. Để chúng ta có thể nói là hình dung ra bác là một con người đã tận trung với nước, tận hiếu với dân, hy sinh tất cả cuộc đời cho dân, cho nước, mà gia cảnh là như vậy. Nếu chúng ta về căn quê bác ở rất gần, nên các đồng chí có điều kiện hơn nơi khác rất nhiều, có thể thường xuyên về thăm quê bác được. Các đồng chí nhớ cái tấm biển chỉ đường nhé, đề là đường vào khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì ta đến viếng trên cái dãy núi Đại Huệ đấy. Đấy, và ta mới tìm thấy ở đấy ngôi mộ hình cánh hoa sen, là để cả dân tộc biết ơn một người mẹ vĩ đại đã sinh thành cho Tổ quốc một người con vĩ đại là bác. Mà trước khi đến tận mộ bà Hoàng Thị Loan thì dưới chân đèo còn có cả mộ bà nội và em nhỏ. Trên bia còn ghi rõ thế này nhé: cụ Hà Thị Hy, 32 tuổi, bà nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hay là bên trái có cái ngôi mộ rất nhỏ, bia vẫn còn rõ chữ Nguyễn Sinh Nhuận, tức Nguyễn Sinh Xin, 4 tháng tuổi, em trai của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để chúng ta
sống trên mảnh đất quê hương bác đấy, ta có trách nhiệm gìn giữ tất cả những di vật, những di tích kỷ niệm về cuộc đời và gia đình bác. Khi bác mất, mà chúng ta có ngờ đâu, khi dọn cái tủ sách của bác đấy, cái giường nằm của bác, ta tìm thấy dưới gối nằm của bác là một cuốn từ điển Việt Nam Tây Ban Nha. Ở đây các đồng chí còn trẻ phải chịu khó học ngoại ngữ nhé, học ngay tấm gương của bác đấy. Bác toàn tự học thôi, chứ làm gì có điều kiện như chúng ta. Mà bác có một khả năng kỳ diệu là tiếp khách nước quốc tế, nước ngoài không bao giờ dùng phiên dịch, tiếp nước nào trực tiếp bằng tiếng của nước đó. Đấy là một bậc vĩ nhân hiếm hoi trên cái thế giới này. Bác học ngoại ngữ cả trên giường bệnh các đồng chí. Cái cuốn từ điển đó, tiếng Tây Ban Nha là một thứ tiếng rất khó, mà bác đã học, đã biết từ hồi ở nước Mỹ cơ. Năm 1917 bác đã đến Mỹ rồi. Và cả cái cuốn sổ tay ghi chép từng từ của bác, cả cái màu bút chì xanh đỏ đánh dấu từng trang sách, bây giờ ta để trong bảo tàng. Đấy là một kỷ vật. Hai nữa là ta tìm thấy trên tủ sách của bác một cái hộp gỗ sơn mài đã bong sơn, một hộp gỗ nhỏ, mở ra có ảnh của mẹ bác mà bác gìn giữ bao nhiêu năm nay, đã ố vàng theo thời gian. Cả tấm ảnh ngôi mộ của bố bác ở Cao Lãnh Đồng Tháp, mà do các cán bộ chiến sĩ miền Nam tập kết trước khi ra Bắc đến chụp ảnh cái ngôi mộ đó rồi mang ra Bắc chuyển lại cho bác. Bác gìn giữ như thế với các đồng chí. Khi hoạt động ở Pháp, ở phương Tây, ở Paris đấy, bác còn làm dỗ mẹ lần thứ 20 cơ mà. Bác vào tận ngõ xóm ở ngoại ô tìm bằng được cái bông hoa dâm bụt để về cắm vào miệng con gà làm dỗ mẹ lần thứ 20 kìa. Hay là cái việc mà bác rời bến cảng Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước nhé, ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, mà suốt những ngày tháng đầu tiên đấy, bao nhiêu lần bác gửi thư qua các cái quan thống sứ của ở Trung Kỳ, ở Bắc Kỳ, tìm cách chuyển về cho bố bác. Bác dành dụm từng đồng tiền, gửi cả 15 đồng bạc tiền lương của bác về cho bố cơ. Mà gửi những 3 lần nhưng mà đều thất lạc cả. Duy nhất cụ phó bản chỉ nhận được của bác một bức thư và một cái món tiền 15 đồng gửi về cho cha thôi. Tình cảm của bác là như thế đấy. Rồi sau này ta mới thấy hết cuộc đời gian truân sóng gió, cụ bị phiêu bạt như thế nào. Trong gia đình bác, chúng ta lưu ý một cái chi tiết này này. Bố bác là một ông quan thanh liêm cương trực, trên triều đình nó cũng không tín nhiệm đâu, mà nó lại xếp vào là làm việc ở bộ lễ. Bộ lễ tức là bộ giáo dục như bây giờ, hay là bộ văn hóa đấy. Chăm nom cái công việc chấm thi rồi giảng dạy thế thôi. Mà cụ rất là cương trực liêm khiết, chứ nó ghét bỏ. Có thời kỳ nó đầy ải cụ vào tận Bình Khê ở Bình Định và phong cho làm chi huyện, bổ làm chi huyện. Mà cụ có màng gì chuyện làm quan, tù chính trị cụ tha hết, cụ thả hết. Rồi là những cái người mà vô tình lần đầu mắc tội cụ tha bổng hết. Đấy. Thế cho nên là triều đình nó cũng ghét bỏ. Thực dân Pháp nó còn áp lực với triều đình là cách chức cụ nữa, rồi là trừng phạt cụ, đưa về Huế trừng phạt. Và bác Hồ của chúng ta trước khi rời bến cảng Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước đấy, đã về tận Bình Khê, Bình Định để mà chào từ biệt cha trước khi đi. Lúc đó bác có ngoài 20 tuổi rồi. Thế mà bác đến chào từ biệt cha lại đúng lúc mà cha bác đang bị sóng gió của triều đình, nó đang chịu về Huế để nó cách chức và nó trị tội cơ mà. Trên cụ phó bản nhìn con trai mà nói một câu trong nước mắt thế này này: nước mất thì con phải đi tìm nước, chứ tìm cha mà làm gì nữa. Đời cha đến đây cũng là xong rồi, việc cứu nước cứu dân là việc của thế hệ các con. Đấy. Và điều này để lại dấu ấn đặc biệt ở trong bác. Đấy là cái chuyến thăm cha ở Bình Khê, từ biệt cha. Và nhân đây các đồng chí cũng nên biết một cái chi tiết rất là trùng hợp này.
ngày bác rời bến cảng Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước đấy, đại tướng Võ Nguyên Giáp chưa ra đời, chưa đẻ, chưa cất tiếng khóc chào đời. Phải đến ngày 25 tháng 8 thì đại tướng mới ra đời ở vùng đất Quảng Bình quê mẹ. Mà đại tướng là người được bác rất yêu quý, bác phong một lần lên thẳng đại tướng lúc 37 tuổi. Và sống được 103 tuổi mới về với bác. Mà lúc mất ấy, trên vai vẫn chỉ có lon đại tướng thôi, không có lon nào cao hơn nữa. Bác phong cao nhất, phong một lần lên thẳng đại tướng cơ mà. Thế là ngày bác rời bến cảng Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước thì đại tướng chưa ra đời. Nhưng mà ngày làm việc cuối cùng của bác ấy lại trùng với ngày sinh của đại tướng. Ngày 25 tháng 8 năm 69 là ngày bác ốm rất nặng và bác không làm việc được nữa. Đấy là làm việc cuối cùng, sau đó trên giường bệnh, và một tuần sau thì bác vĩnh biệt chúng ta. Mà trước đó bác Hồ của chúng ta có một linh cảm rất rõ, cho nên tại sao bác lại gặp đại tướng? Bác nói thế này: bác muốn mời cả nhà chú ăn với bác một bữa cơm. Đại tướng, rồi là các tổng bí thư, rồi là chủ tịch quốc hội, thủ tướng sang làm việc với bác, ở lại ăn cơm với bác là chuyện bình thường. Nhưng mà riêng đại tướng bác lại mời cả nhà đó, thì đủ hiểu là bác có một tình cảm đặc biệt với đại tướng như thế nào chứ các đồng chí. Mà đại tướng, các đồng chí biết rồi, đã nhiều lần về Nghệ An của chúng ta, đại tướng có một tình cảm đặc biệt với đảng bộ và nhân dân Nghệ An. Có điều kiện các đồng chí về Vũng Chùa Đảo Yến để viếng mộ đại tướng nhé, nằm ở ngay đất mẹ để mà canh giữ bầu trời của Tổ quốc đấy. Bây giờ xung quanh khu mộ của đại tướng người ta trồng 103 cây hoa ban trắng và tím mang từ Điện Biên về để tượng trưng cho tuổi thọ của đại tướng. Bác nói thế nào: chú nhớ mời cả cô Hà cho bác. Cô Hà tức là ai các đồng chí? Cô Hà là giáo sư Đặng Bích Hà, là phu nhân của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bà là con gái của giáo sư Đặng Thanh Mai, người mà bác rất là quý trọng. Bác lựa chọn giáo sư Đặng Thanh Mai làm bộ trưởng bộ giáo dục đầu tiên trong chính phủ Dân Chủ Cộng Hòa cơ. Giáo sư Đặng Thanh Mai lại là con của nhà nho Đặng Nguyên Cẩn, người rất nổi tiếng ở miền Trung, mà là bạn chí thân của bố bác là Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Sinh Huy. Thì trong một cái tình cảm gia đình như thế rất là đặc biệt, bác mời cả nhà. Bác bảo mời cả các con, các cháu chú đông đủ, không sót một ai. Đấy. Các đồng chí nào ở trong bộ đội Cụ Hồ thì đều biết con cái đại tướng đều đặt tên theo kỷ niệm chiến tranh thôi. Võ Hòa Bình, Võ Điện Biên, Võ Hạnh Phúc, Võ Hồng Nam. Đấy là thế. Đại tướng là một nhà chỉ huy quân sự, chuyên ông rất đúng giờ. Thế mà không hiểu vì sao bác mời cơm cả nhà thân mật như vậy thì lại đến muộn. Bác cứ chờ mãi, rồi bác bảo với chúng ta là thôi ta ăn dần đi, đại tướng chắc lại bận rồi, nhưng thế nào đại tướng cũng sẽ đến đấy, ta cứ vừa ăn vừa đợi. Bác nói vậy thôi chứ chưa ai ăn cả. Vừa mới nói xong thì điều mà bác dự cảm nó đúng như thế. Đúng là đại tướng đã đến. Trước cửa phòng khách của bác, gia đình đại tướng đã đông đủ cả. Đại tướng còn bế một cháu nhỏ trên tay cơ mà. Bác rất mừng, bác mời tất cả vào ăn cơm. Bác nói một câu rất là tình cảm với đại tướng nhé, là đại tướng của bác mà cũng đến muộn sao? Đại tướng rất nhanh trí, ông trả lời ngay là: thưa bác, quân chủ lực thì bao giờ cũng sẵn sàng, nhưng mà dân quân du kích tự vệ nó chậm lắm thì biết làm thế nào. Thế là không khí đấy nó đầm ấm như một gia đình. Bác vui lắm đấy các đồng chí nhé. Bác rất cần cái tình cảm đó chứ, vì bác cô đơn cả một cuộc đời. Bác lấy gia đình của chúng ta, hạnh phúc của chúng ta làm niềm vui của bác cơ mà. Bác gắp thức ăn cho tất cả như người cha chăm sóc các con vậy, mà tay bác đã run lắm. Bác nói một câu mà ai cũng muốn khóc. Bác bảo ăn nhiều vào, ăn thay cho bác nữa, bác không ăn được nữa đâu. Đời bác gian khổ lắm, có khi nhịn ăn có cái gì mà ăn cơm gì, nhất là 9 năm kháng chiến ở Việt Bắc. Bác nói câu này đúng là tâm trạng của một con người. Lúc ăn được
thì chẳng có cái mà ăn. Bây giờ có cái ăn thì lại không ăn được nữa, cho nên các cháu ăn thay cho bác. Đấy là điều mà chúng ta không bao giờ quên giữa bác với đại tướng. Các đồng chí có biết là trái tim bác ngừng đập lúc nào không? Ngừng đập đúng vào giờ mà bác viết di chúc, 9 giờ sáng. Còn đảng ta thông báo là bác mất 9 giờ 47 phút sáng đấy, thì 47 phút đó là giờ cấp cứu đấy, giờ hồi sức thêm cho bác liên tục bởi 6 bác sĩ mà tim bác không đập lại. Mà những ngày cuối cùng bên giường bệnh, bác hôn mê, bác có ăn uống gì đâu. Nhật ký chữa bệnh cho bác ta giữ tận bây giờ còn nguyên hết, còn ghi chép từng ngày một, mỗi ngày 2 thìa sữa, 2 thìa cháo loãng cho bác mà bác không nuốt nổi vì đau đớn lắm. Cổ họng của bác này, mạch máu đã giãn hết cả. Giáo sư hàng đầu về tai mũi họng của Việt Nam là giáo sư Trần Hữu Tước đấy, luôn luôn được trung ương gọi về để hàn các cái mạch máu đã vỡ cho bác ấy. Nên bác gầy lắm mà hồi sức liên tục như vậy mà không thấy tim bác đập lại, giàn giụa nước mắt, chỉ muốn chết thay cho bác mà không được, không có phép màu đó. Trên thủ tướng Phạm Văn Đồng mới nói trong nước mắt là thôi không được đâu, để bác đi cho thanh thản. Thì bàn tay các thầy thuốc rời khỏi ngực bác đấy, kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ 47 phút sáng, đảng lấy giờ đó để thông báo lễ tang cho bác. Chứ còn thật ra tim bác ngừng đập đúng 9 giờ. 9 giờ là giờ viết di chúc các đồng chí, như thế mới linh thiêng. Viết di chúc giờ nào thì tim bác ngừng đập giờ đó. Bác đọc tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đình ấy, mùng 2 tháng 9 năm 45 để khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì bác cũng đi vào đúng ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9. Các bạn trẻ phải nhớ kỹ cái chi tiết này nhé. Bởi vì lúc đầu đấy là đảng ta thông báo là bác mất ngày mùng 3, chỉ với lý do là không muốn để dân quá đau đớn, ngày lễ với ngày tang nó lại trùng nhau, mà để tang bác là quốc tang một tuần lễ, cho nên là lui lại một ngày. Lúc bây giờ thì quyết định của đảng như thế là đúng, chỉ vì dân thôi, không muốn dân quá đau đớn. Nhưng mà phải đợi bác mất được 20 năm, tức là năm 1989, lúc đất nước đổi mới được 3 năm rồi, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh mới ký một thông cáo đặc biệt giải thích cho toàn đảng toàn dân rõ ngày giờ mất của bác, thì ta mới biết là bác mất đúng mùng 2 tháng 9. Đấy, cái điều này lại càng linh thiêng hơn. Xin các đồng chí nhớ cho là thế giới này mấy tỷ người, cuối cùng chỉ có 2 người như vậy thôi. Một là ông Tổng thống Mỹ tên là Joseph Jefferson. Ông là tác giả của tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ từ năm 1776. Ông cũng làm Tổng thống mấy nhiệm kỳ của Mỹ, và ông cũng chút hơi thở cuối cùng vào đúng ngày quốc khánh của Mỹ, gọi là ngày độc lập, mùng 4 tháng 7. Người thứ hai là Bác Hồ, là tác giả tuyên ngôn độc lập của Việt Nam, làm chủ tịch nước, tức là nguyên thủ quốc gia 24 năm liền, và cũng đi vào ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đấy là sự trùng hợp của các bậc vĩ nhân. Nhưng mà riêng bác thì có một điều mà duy nhất chỉ có bác mới có thôi, không có người thứ hai, độc nhất vô nhị. Tức là bác còn để lại cho đời một bản di chúc lịch sử, mà bác khiêm tốn chỉ gọi là một bức thư cho đồng bào đồng chí 1.000 từ. Thì không có lãnh tụ vĩ nhân nào để lại di chúc cả, riêng Hồ Chí Minh thôi. Mà bác lại công phu chuẩn bị 4-5 năm liền về cái bản di chúc này, về cái bức thư để lại cho dân này. Bác còn cẩn thận đến mức này các đồng chí này, bác trực tiếp đánh máy lấy di chúc. Bác có thói quen tự tay đánh máy lấy tài liệu, cái máy chữ cổ của bác mang từ kháng chiến về. Bác ký tên là Hồ Chí Minh đẹp như thế này. Bác viết một dòng chữ bên trái: chứng kiến của bí thư thứ nhất
Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư thứ nhất tức là Tổng Bí thư. Thời bấy giờ là đồng chí Lê Duẩn được Bác mời đến ký một chữ ký chứng kiến cho Bác là Lê Duẩn. Với Bác là bức thư, còn với Đảng ta đây là một văn kiện vĩ đại, cho nên phải có chứng kiến xác nhận của người đứng đầu Trung ương là đồng chí Tổng Bí thư. Bác mời ông Lê Duẩn đến ký là lý do đó. Nếu có điều kiện ra Hà Nội, các đồng chí cố vào viếng ở Lăng, rồi sau đó các đồng chí sang Bảo tàng Hồ Chí Minh bên cạnh. Các đồng chí đừng bỏ sót hai cái phòng quan trọng này. Một là phòng trưng bày các mẫu chữ ký của Bác Hồ. Qua các thời kỳ thì chữ ký Hồ Chí Minh trong di chúc là đẹp nhất. Thứ hai là một cái phòng có một tên gọi là không gian di chúc. Một cái phòng nhỏ có tượng Bác và bật đèn sáng lên, có cả âm thanh rõ, cả tiếng lách cách đánh máy chữ của Bác. Bác đánh máy chữ bản di chúc này một lần thôi, còn về sau toàn viết tay. Bởi vì các thầy thuốc không cho Bác đánh máy nữa, khuyên Bác là đừng đánh máy, hại cho tim của Bác lắm. Và Bác viết tay thì dòng chữ của Bác xô đẩy nhau lên xuống như thế này. Bắt đầu viết di chúc thì Bác đau tim rất nặng, và Bác mất trong một cơn đau tim dữ dội. Hai nữa, các bác sĩ còn báo với Trung ương một điều rất đáng lo, là phát hiện thấy trong đáy mắt của Bác đã chảy máu rồi. Bệnh hiểm nghèo thường xảy ra ở các bậc vĩ nhân, mà ở Việt Nam đấy, nó lại rơi vào đúng hai người. Một là Bác Hồ, hai là Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Chữa được mắt cho Bác, giữ được ánh sáng cho đôi mắt Bác là cả một điều kỳ diệu. Vì chữa bí mật, trong chiến tranh sức khỏe của lãnh tụ phải tuyệt đối bí mật, vì nó ảnh hưởng chung cả phong trào, cho nên phải chữa bí mật cho Bác ngay trong nhà sàn. Ta vào thăm Bác bao nhiêu lần ta không biết thôi. Nhà sàn những năm tháng chữa mắt cho Bác đấy được ví là bệnh viện dã chiến đặc biệt. Đồng chí bác sĩ mà chữa mắt cho Bác bây giờ cũng về với Bác rồi. Bác sĩ Đào Xuân Trà, trưởng khoa mắt của Bệnh viện Quân đội Trung ương đấy các đồng chí. Còn Thủ tướng Phạm Văn Đồng, các đồng chí biết cả, đeo kính đen suốt những năm tháng cuối đời, toàn nói cho thư ký để ghi thôi, chứ ông có còn nhìn thấy gì nữa đâu. Cho nên Bác rất thương Thủ tướng là thế. Đặc biệt nữa đấy, trong cái bản di chúc linh thiêng này, tại sao mà Bác linh cảm thấy một điều, Bác không chờ được đến ngày toàn thắng, Bác không chờ được đến ngày giải phóng miền Nam. Cho nên Bác viết là nếu như tôi đã qua đời mà miền Nam vẫn chưa được giải phóng thì xin gửi lại một ít cho xương cho đồng bào miền Nam. Đến thân thể cho xương hài cốt của mình mà cũng không nghĩ về mình nữa thì Bác là một vực hóa thân vĩ đại, hóa thân vào dân vào nước, cho xương của mình cũng không nghĩ là thuộc về mình nữa đâu. Nhưng ta đừng quên là Bác là một nhà văn, một nhà báo, một nhà thơ, một nhà giáo dục lỗi lạc. Cho nên Bác sửa di chúc rất kỹ. Tại sao Bác lấy bút đỏ, Bác gạch chữ xương đi, chỉ để chữ cho thôi. Gạch chữ xương đi là đúng. Nói cho xương đó là văn nói, là khẩu ngữ. Còn nếu viết văn ấy mà đã hỏa táng thì chỉ còn cho thôi. Cả đời người còn một bình cho thôi. Cho nên ta mới hiểu tại sao Tố Hữu trước khi mất vĩnh biệt cuộc đời, ông để lại bài thơ mà chủ yếu nói về lý tưởng lẽ sống cho thế hệ trẻ. Các bạn thanh niên phải thuộc lòng cái bài thơ của Tố Hữu nhé. Có 4 câu thôi. Xin tạm biệt đời yêu quý nhất, còn mấy vần thơ một nắm cho. Thơ tặng bạn đời cho người đất, sống là cho và chết cũng là cho, tức là dâng hiến. Bác là thế. Bác lại còn dặn đảng ta thế này này: cho thì bỏ vào 3 hộp sành, cho miền Bắc 1 hộp, miền Trung 1 hộp, miền Nam 1 hộp, đồng bào mỗi miền tìm 1 quả đồi cao mà chôn hộp cho nó xuống.
Lúc đầu bác dặn là cho miền Nam, bây giờ cho cả nước. Bác thương đồng bào, không muốn đồng bào vất vả đi xa để viếng bác. Bác muốn nằm trong lòng đất mẹ và ở đâu cũng có thể gặp được bác, chôn ở cả ba miền. Trên thế giới này không có vĩ nhân nào dặn dò những điều tỉ mỉ như thế đâu. Bác còn nói thế này này, trên mả, mả tức là mộ, không cần bia đá tượng đồng, chỉ cần một ngôi nhà thoáng đãng giản đơn, ai đến thăm thì có chỗ nghỉ ngơi tránh mưa tránh nắng. Ai đến thăm nhớ trồng một vài cây làm kỷ niệm, trồng cây nào phải sống cây ấy, phải tốt cây ấy, lâu dần cây sẽ thành rừng, vừa đẹp cho phong cảnh, vừa lợi cho nông nghiệp. Về việc này tôi có ý nhờ các cụ phụ lão giúp cho. Các cụ già bạch đầu quân thì trồng cây mới cẩn thận, bác không giao cho thanh niên. Thanh niên bác rất yêu quý nhưng bác giao việc khác. Bác rất thương các cháu, thông cảm với các cháu tuổi thanh niên là tuổi yêu đương hò hẹn mà mải chơi quên không tưới cây cho bác thì cây sống thế nào được. Đấy. Di chúc của bác thấu đáo đến như thế đấy các đồng chí. Đấy. Cho nên tôi nói là ở thế giới này các bậc vĩ nhân duy nhất chỉ có bác để lại di chúc mà một áng văn chương bất hủ đến như vậy. Bây giờ đảng ta coi là bảo vật quốc gia. Bản di chúc này năm ngoái ta vừa tuyên truyền rất là rầm rộ, 50 năm thực hiện di chúc của bác cơ mà. Thế bây giờ trở lại câu chuyện giữa bác với đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bác thì mất 9 giờ sáng hay là 9 giờ 47 phút sáng, còn đại tướng lại mất vào 6 giờ tối, tức là 18 giờ tối. Khi bác mất thì mất vào đúng cái giờ mà lúc còn sống bác viết di chúc. Còn đại tướng mất vào cái giờ mà lúc sống đấy, đại tướng chỉ ngồi thiền ở cái ngôi nhà 30 hoàng diệu. Thế tại sao đại tướng mất 6 giờ tối mà chúng ta lại thông cáo lễ tang là đại tướng mất vào 18 giờ 9 phút buổi tối? 9 phút này là cần có một lời giải thích. 9 phút đó kỳ diệu làm sao đại tướng sống lại. Bởi vì khi mà tổ chức sinh nhật lần thứ 103 cho đại tướng thì đại tướng gần như kiệt sức, phải tiếp máu khẩn cấp cho đại tướng. Và một chiến sĩ quân đội trẻ tuổi mới nhập ngũ được vinh dự đem dòng máu thanh xuân tiếp cho đại tướng. Đại tướng sống thêm với chúng ta được ít ngày nữa. Thế bây giờ đại tướng đi, đại tướng mất, trong phòng bệnh âm mỹ tiếng gọi tiếng khóc, cứ gọi bác Văn ơi, bác Văn. Văn là bí danh đại tướng mà, do bác Hồ đặt. Bác tỉnh lại đi bác Văn. Thì anh chiến sĩ trẻ tuổi đó nghe được và anh chạy thật nhanh đến bên giường bệnh đại tướng ở quân y viện, bệnh viện quân đội 108, các ông chỉ biết rồi. Đại tướng nằm ở bệnh viện điều dưỡng kỷ lục 1559 ngày đêm. Có cả một đội cận vệ để chăm sóc đại tướng. Anh chiến sĩ trẻ tuổi đó làm cử chỉ không ai bảo cả, mở máy điện thoại và mở cái bản nhạc Quảng Bình quê ta ơi áp sát vào tai đại tướng. Và kỳ lạ thay, đại tướng mở mắt, ông sống lại và ông nghe trọn bản nhạc Quảng Bình quê ta ơi, rồi ông mới ra đi vĩnh viễn. Đấy là 18 giờ 9 phút buổi tối là như thế. Chuyện giữa bác với đại tướng, giữa bác với thủ tướng Phạm Văn Đồng, những học trò kiệt xuất của bác đấy, có những cái kỷ niệm rất khó quên là thế. Chưa kể đến một cái chi tiết này nữa các đồng chí này. Thế bây giờ các đồng chí sống ở trên quê bác này, các đồng chí thử hỏi xem là quê ngoại của bác ở đâu. Ta cứ đinh ninh là ở làng Hoàng Trù, tên nôm là làng Chùa, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Đấy là quê ngoại, chỉ với nghĩa là mẹ bác bà Hoàng Thị Loan sinh bác ở làng Hoàng Trù. Bác cất tiếng khóc ở trên quê mẹ Hoàng Trù thì đấy được gọi là quê ngoại. Nhưng mảnh đất Hoàng Trù này là nơi mà xuất hiện dòng họ Nguyễn Sinh ở nhà bác đấy. Dòng họ Nguyễn Sinh này đến Hoàng Trù lập thân lập nghiệp ở làng Sen nữa. Đấy là đời thứ 10 trở đi. Và quê ngoại của bác, cái nôi đầu tiên của quê ngoại lại không phải ở đây đâu.
quê ngoại của bác là Hưng Yên các đồng chí nhé. Hưng Yên, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, các đồng chí nhớ để về thăm. Bây giờ có bàn thờ của mẹ bác ở đó, đôi câu đối mang từ làng Hoàng Trù về Khoái Châu, Hưng Yên để thờ đấy. Bác về Hưng Yên nhiều lắm. Nghệ An thì bác về được có 2 lần thôi. Bù lại bác gửi hàng nghìn bức thư cho đảng bộ, nhân dân chúng ta. Nhưng Hưng Yên thì bác về tới 10 lần. Mà 10 lần ở Hưng Yên cũng chưa phải là tỉnh bác về nhiều nhất đâu. Đấy, các đồng chí báo cáo viên này, các đồng chí giáo viên này, phải hiểu là bác về nơi nào nhiều nhất thì hóa ra chính là vùng dân ca quan họ Bắc Ninh. Tỉnh Bắc Ninh bác về tới 18 lần. Hải Phòng bác về 9 lần. Hưng Yên bác về 10 lần. Tam Vĩnh Phúc có Tam Đảo bác về 8 lần. Thái Bình bác về 6 lần. Các tỉnh miền núi xa xôi bác chỉ về được 2-3 lần. Nhưng bù lại bác có thư cho đồng bào. Tức là bác là con của quê hương của đất nước đi dọc cả các miền. Chỉ riêng miền Nam là bác chưa đi được vì đất nước chia cắt thôi. Miền Nam bác chỉ có mặt ở Huế. Miền Nam bác chỉ đến Bình Khê, Bình Định để thăm cha. Miền Nam bác chỉ đến Sài Gòn, bến cảng Nhà Rồng để tìm đường cứu nước. Và có một thời kỳ bác dừng chân ở Dục Thanh, Phan Thiết để dạy học một thời gian ngắn. Thế thôi, Cao Lãnh là nơi để phần mộ của cha mà chưa một lần bác đến cơ. Chứ miền Nam trong trái tim tôi là thế, bác vẫn nói như vậy. Bây giờ chúng ta biết thêm một cái chi tiết này. Ở Hưng Yên ấy, cái câu chuyện ở Hưng Yên này liên quan lắm cái chủ đề dân và đoàn kết các anh chị nhé. Ai lại bác về 10 lần để cắt nước chống hạn với đồng bào làm thủy lợi, để đưa Hưng Yên từ một tỉnh nghèo khổ lên tỉnh giàu có như bây giờ. Thế mà tỉnh ủy thì mời bác ở lại dùng cơm với anh em. Bác vui vẻ nhận lời không khách khí gì. Bác rất là hòa đồng, gần gũi thân mật, không có một khoảng cách nào giữa lãnh tụ với người dân cả, với cán bộ cả. Ai cũng vui mừng được mời bác ăn cơm. Nhưng mà đến giờ ăn buổi trưa thì ta thấy đặt trên bàn cho bác một cái túi vải nâu, thư ký đặt ở đấy, mở ra lấy thức ăn cho bác chuẩn bị từ Hà Nội. Ta xem cái bữa ăn của bác có cái gì nào. Có mỗi một nắm cơm, cơm nắm, cơm nắm đã nguội, một khúc cá kho là món bác rất thích, một chai nước uống và mấy cái quả cà xứ Nghệ là món bác rất thích. Chúng ta ở Nghệ An mà, quả cà xứ Nghệ đã trở thành một chuyện như huyền thoại các đồng chí trong đời bác. Thế mà tỉnh lại mời bác dùng cơm mà chẳng biết làm thế nào. Mà bác thì có một cái biệt tài là đọc trước được ý nghĩ của chúng ta. Bác nói ngay, bác có cơm đây rồi, bác ăn cơm của bác, các chú ăn cơm của các chú đi, rồi ta lại làm việc tiếp. Đấy. Thế là đồng chí bí thư tỉnh ủy mới đứng lên thưa với bác là bác để chúng cháu được ăn cơm nắm cho bác vì thương bác. Bác bảo thế thì ăn chung, bác cháu mình ăn chung cho nó vui vậy. Lấy dao cắt nhỏ ra, mỗi người được một mẩu cơm nắm của bác ăn tượng trưng thế này. Ăn xong thì xới cơm nóng cho bác và cho tất cả mọi người, mỗi người một bát cơm nhỏ xới lưng bác mời bác. Bác đỡ bát cơm, bác nói đùa một câu rất vui mà ai ngờ nó đi vào lịch sử. Bác bảo thế này các đồng chí này, chú xới vơi như thế này thì liệu chú làm việc đầy đặn làm sao được. Thế có phải là bác Hồ của chúng ta cái gì cũng lái về đạo đức hết đấy. Đấy. Ngay cái chuyện quả cà được thế này các đồng chí này. Bác bảo với cấp dưỡng là bác là người xứ Nghệ, bác chỉ thích ăn món ăn dân dã của quê nhà thôi. Thế ta phục vụ bác, ta phải tinh ý chứ. Phải biết rằng là bác nói thế là bác tiết kiệm. Chứ còn phục vụ bác thì ta phải chăm sóc bác cho nó chu đáo chứ. Ai lại bác vừa mới nói xong là bác chỉ thích ăn món ăn dân dã của quê nhà thôi. Thế là đi hỏi ngay bác là thế món dân dã là món gì? Ý là để phục vụ bác. Bác bảo cá bống kho này, canh rau muống nó mới tưng gừng này, mấy quả cà xứ Nghệ rất ngon, rất giòn là bác rất thích này. Thế là ta lại cứ tưởng thế là bác thích. Dọn cơm cho lãnh tụ, bữa nào cũng chỉ có thế thôi cơ. Nhất là cái đĩa cà cứ đầy ắp như thế này, bác ăn thế nào đấy. Mà bác không có phân biệt gì, ăn như một người dân thôi. Nhưng bác hỏi chúng ta một câu nhé,
Hỏi câu là cà nghệ quê bác thì ngon thật, nhưng mà các chú lấy đâu mà lắm vậy, bữa nào cũng cho bác ăn cà. Ta lại tưởng bác thích mà ta là thanh niên phục vụ bác, ta có một cái tính là tính ba hoa, ta cứ nói quá lời lên. Bác cứ dùng cho thoải mái đi bác, chúng con chuẩn bị sẵn cho bác một ô tô cà đấy mà. Thế đấy là câu ta nói tưởng tượng thôi chứ không có đâu. Nhưng bác biết, bác nói ngay này, thôi cà nghệ thì ngon thật, nhưng bác ăn đủ rồi. Bây giờ bác nhờ các cô, các chú ăn giúp cho bác cái ô tô cà này đi, rồi góp tiền mà trả cho dân, ai ăn thì người ấy trả tiền. Ta nhớ cái chủ đề năm ngoái nhé, chỉ có một chữ dân. Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, thì chủ đề năm nay cũng vẫn là chữ dân, mở rộng ra thành đại đoàn kết toàn dân tộc. Toàn dân tộc, chỗ này là chỗ có ý lắm đấy các đồng chí này. Đại đoàn kết là khác với đoàn kết nhé, mà toàn dân tộc là khác với dân tộc nhé. Đại đoàn kết là đoàn kết mở rộng vô hạn độ, toàn dân tộc là tính đến cả nước, tất cả mọi người Việt Nam của 54 dân tộc, không chỉ dân tộc Kinh đa số mà còn 53 dân tộc thiểu số nữa. Và cũng không chỉ tính người Việt Nam trong nước mà tính cả người Việt Nam đang sống ở nước ngoài, tổng số là 97 triệu dân rồi. Đấy. Mà cuối thế kỷ này Việt Nam là 135 triệu theo dự báo đấy các đồng chí. Ta mới thấy là cái sự phát triển đất nước ngày một to lớn, rộng lớn chứ. Thời ông cha ta đánh thắng quân Nguyên ấy, 3 lần đại thắng quân Nguyên, thời hình tướng sĩ của Trần Hưng Đạo đấy, cả nước Đại Việt chưa đầy 4 triệu người. Cách mạng tháng 8 thành công chưa đầy 20 triệu người mà đã 2 triệu người chết đói rồi. Giải phóng miền Nam cả nước mới có trên 30 triệu. Còn bây giờ 96 triệu, 97 triệu rồi. Ta mới thấy được cái tiềm lực đất nước, quốc gia lớn mạnh bắt đầu từ con người là thế. Mà bác cả một đời vì dân, vì nước. Đấy. Thì chúng ta lưu ý cái câu chuyện này. Hay là một cái chuyện khác này. Thế là các đồng chí cấp dưỡng mới thay cái việc đưa mang cà cho bác ăn bằng cách là thỉnh thoảng với một vài quả cà điểm xuyết thôi, còn thay bằng một đĩa cá rán, món bác cũng thích. Nhưng mà mang cá rán lên bác lại không ăn các đồng chí. Bác hỏi ngay, có phải cá anh Vũ không? Anh Vũ là cái loại cá nổi tiếng ở ngã ba sông Việt Trì Phú Thọ đấy, ngày xưa thuộc loại cá tiến vua đấy các đồng chí. Thế bảo thưa bác, đây là của Phú Thọ gửi về, đúng là như vậy, để làm để bác dùng. Bác nói ngay, cá này ngon lắm đấy, nhưng mà cất đi, bác không ăn bây giờ đâu, buổi trưa mà, buổi tối bác mới ăn, cất đi. Ta lại tưởng bác tiết kiệm để dành, bảo bác cứ dùng đi, bác ăn còn nhiều mà. Bác bảo không, tối bác mới ăn. Bác giải thích thế này ta mới hiểu lòng bác này. Bác bảo chú Tô thích món cá này lắm. Chú Tô là thủ tướng Phạm Văn Đồng này, người bác thương nhất, ăn cơm chung với bác cả một cuộc đời. Mà chú Tô đi công tác vắng, chiều tối mới về. Bác đợi chú Tô về bác mới ăn. Chỉ một chi tiết ấy thôi, để mong các đồng chí nghĩ rằng là muốn đoàn kết được thực sự đấy, thì phải bắt đầu từ đạo đức, bắt đầu từ lòng chân thành. Thành thực là tốt nhất, phải chân thành thì đoàn kết nó mới thực sự bền vững được. Người có đạo đức là người rất dễ đoàn kết xung quanh, còn ai mà không có đạo đức hoặc đạo đức kém đấy là khó đoàn kết lắm. Bởi vì nhất là nói với làm nó không đi đôi với nhau đấy. Mà dân thì họ rất nhạy cảm, họ biết ngay cái chuyện đó là thật hay giả mà. Thì ta nhớ cái chi tiết đó của bác nhé. Hay là một cái chi tiết này nữa này. Ở đây các đồng chí học bác về một cái bản lĩnh văn hóa. Ta không thể nào ngờ được là bác lại có thể làm thế này nhé. Có một lần bác gọi thẳng điện thoại về báo Nhân Dân. Báo Nhân Dân là cơ quan tư tưởng của Trung ương Đảng, quan trọng lắm. Tổng biên tập báo Nhân Dân là hàm bộ trưởng ở trong Trung ương đấy. Bác đòi tiền nhuận bút bởi vì báo không trả tiền cho bác. Bác viết hàng nghìn bài báo mà không bao giờ trả cho bác một đồng nào. Chỗ này ta vô ý quá, đúng không? Mà sau này hỏi lại ra thì thật ra là ta cũng muốn trả tiền cho bác theo chế độ nhuận bút đã có rồi, cả báo biếu nữa. Nhưng mà bác vĩ đại như thế,
mà vận bút mỗi bài báo có mấy xu mấy hào, ai dám đưa cho bác? Thế rồi quên mất. Bác thì có quên đâu, bác đòi đấy. Bác gọi thẳng về báo Nhân Dân, bác đòi tiền nhuận bút. Thế là tổng biên tập ra đầu dây nói để thưa chuyện với bác. Bác nói ngay này: thế chú quên bác rồi à? Bác viết cho các chú nhiều thế mà chẳng giả cho bác xu nào là thế nào đấy. Bác đòi tiền rất là hồn nhiên. Còn chúng ta đây, các bậc trí thức này, có khi rất muốn mà có dám đòi đâu, giữ ý mà. Còn bác thì nói thoải mái. Thế là tổng biên tập vội vàng xin lỗi bác. Bác tha lỗi cho chúng cháu thật là sơ suất quá. Rồi Thanh Minh, Thanh Minh cũng rất là thật lòng, bảo bác phải hiểu cho lòng chúng cháu. Ngày nào anh em chúng cháu cũng bảo nhau, bác Hồ của chúng mình vĩ đại lắm, bác không biết tiêu tiền đâu, chứ không giả tiền cho bác là thế đấy các gì. Thế là đã vô tình thần thánh hóa bác rồi. Bác bảo sao mà chú nghĩ lạ vậy, bác cũng như chú mọi người, ai cũng là người thường thôi, có ai là thánh thần gì đâu, thôi trả tiền cho bác đi. Đấy, ta xem câu chuyện đòi tiền bác hồn nhiên thế. Đấy thực sự là một bài tập văn hóa về đạo đức. Bởi vì sau đó bác nói ngay này: thôi các chú đã có lời xin lỗi bác thì bác cũng cho qua, bác không giữ ý nữa, bác không để bụng nữa. Nhưng bác dặn các chú một câu, đây mới là cái quan trọng này. Bác dặn các chú một câu: với dân các chú không được thế. Tôn trọng dân, bảo vệ lợi ích của dân là phải như vậy. Và có như vậy thì dân mới đoàn kết thật lòng với chúng ta được. Đấy, thì chúng ta hiểu cái ý nghĩa câu chuyện là như vậy. Hay là có một lần trong kháng chiến nhé, bác đi dự một đại hội, đến giờ giải lao thì bác đi thăm các đoàn đại biểu. Bác chọn hai đơn vị để thăm, một là đơn vị an ninh, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đại hội, hai là đơn vị hậu cần, tức là các đồng chí văn phòng cấp ủy đi phục vụ đại hội đấy. Bác thương vất vả bác đi thăm. Chiến sĩ an ninh trẻ quá, không biết bác là ai cả. Thế là cứ ngăn bác lại không cho bác vào, cứ răn ngăn lại để hỏi giấy hỏi má bác. Bác bảo bác đây mà, bảo bác cũng phải có giấy, không cho bác vào không thì có biết đâu. Đấy. Thế là chỉ huy ra bảo là: đấy là bác Hồ mời bác vào thăm, sao mà chú hỏi giấy bác. Bác nghe được bác ngăn ngay. Bác bảo chiến sĩ của chú không có lỗi, lỗi là chỉ huy như chú đấy, không báo cho chiến sĩ biết là bác đến thì làm sao họ biết bác là ai. Chứ bác sẽ thưởng cho các chú một, cho chú chiến sĩ này một điếu thuốc lá. Còn chú là chỉ huy bác phạt sau. Bác có thói quen cứ thưởng thuốc lá cho thanh niên, cho chiến sĩ bộ đội mà các đồng chí, là thế đấy. Thì nhân cái chuyện thuốc lá này này, các đồng chí ở Nghệ An này, không biết là có đồng chí nào tham gia cái việc đón bác 557 và 561 không? Các bậc cao tuổi cả. Ai lại bác về thăm quê mấy chục năm xa cách, chả có quà cáp, có mỗi một hộp thuốc lá, cái hộp sắt của bác. Bác mở ra còn có mấy điếu thuốc lá. Bác mời mỗi cụ cao niên một điếu để làm vui. Thế thôi, bác không có quà cáp gì nhiều. Ai cũng mừng về tấm lòng chân thành của bác. Bác đang chia thuốc lá cho từng cụ một thì một ông trung niên 40 tuổi, thế là chen vào giữa vơ, giơ tay ra bảo bác cho cháu một điếu. Rất là hồn nhiên. Bác có cho đâu. Bác nhìn ông trung niên 40 tuổi này một lúc, rồi bác nói ngay này: không được, chú còn bé lắm, chưa hút thuốc lá được. Bé là bé so với các cụ già 70 các ông chí. Đấy, bác thấy đấy các ông chí. Hay là cái chuyện thuốc lá nó còn cảm động thế này các ông chí này. Các thanh niên là chỉ thích đến gần bác, gần bác để chạm vào tay áo áo của bác này, đầu gối của bác này, thế rồi ngồi ngắm bác hút thuốc lá say sưa. Đợi bác hút được nửa điếu rồi mới chìa tay ra bác cho cháu. Bác phải thế nào ta mới dám làm thế chứ? Rất là ân cần, không có phân biệt gì. Bác có cho đâu. Bác nói một câu hay vô cùng: bác không có vợ có con mà bác học lời ăn tiếng nói của ông cha ta rất giỏi nhé. Bác không cho, bác bảo thế này nhé: sao mà chú khôn vậy, gái một con thuốc ngon nửa điếu mà chú lại xin của bác. Đấy. Đúng là bác Hồ chứ các đồng chí, đúng là bác Hồ mới có phong cách như thế chứ. Đấy. Bác lấy một điếu nguyên vẹn trong túi, trong cái hộp thuốc bác cho, còn điếu của bác vẫn hút tiếp. Vậy mà đến lúc viết di chúc, bác kiên quyết bỏ thuốc lá, vì bác sĩ báo cho bác là bệnh phổi nặng lắm rồi, bác ho cả đêm là thế.
bao nhiêu chuyện kể về Bác, về những chuyện đời thường này, nhưng nó đều toát lên một cái điều là vĩ đại. Giản dị mà vĩ đại. Mà muốn đoàn kết được thì phải thật lòng, phải chân thành thì mới đoàn kết được. Mà phải làm gương mẫu, nhất là đạo đức của người đứng đầu. Mà Bác là một điển hình mẫu mực nhất về chuyện đó. Nếu kể chuyện về Bác Hồ mà ta chỉ dừng lại bấy nhiêu thôi sẽ là không đủ. Nhất là với con người Nghệ An như chúng ta đây, phải hiểu kỹ về Bác. Ta phải kể thêm chuyện cô Huệ nữa. Và qua chuyện cô Huệ ta mới biết là Bác hy sinh như thế nào, cao quý như thế nào. Bác là con người chứ Bác có phải ông Thánh đâu. Bác cũng có một mối tình, cũng có một tình yêu. Người yêu duy nhất của Bác trong trái tim đó là cô Lê Thị Huệ, trùng với tên của loài hoa huệ đấy các đồng chí. Chứ Bác tặng hoa cho cháu gái toàn tặng hoa hồng, hoa huệ là thế. Bác trồng một khóm hoa huệ trong vườn Bác là thế. Bác là chủ tịch nước, Bác hóa trang đi thành một ông già nông dân, ra tận chợ Đồng Xuân là cái chợ lớn nhất của Hà Nội, tìm mua một bó hoa huệ về thắp hương cho mẹ là thế đấy. Cô Huệ kém Bác 3 tuổi nhưng lại mất sau Bác 11 năm. Để các đồng chí tính tuổi cô Huệ nhé. Kém Bác Hồ 3 tuổi nhưng mất sau Bác 11 năm. Bác mất năm 69 mà đến tận năm 1980, tức là giải phóng miền Nam được 5 năm rồi, cô Huệ mới mất. Thế mà ta đến bây giờ 40 năm trôi qua rồi, ta không tìm được mộ cô Huệ ở chỗ nào. Cái nơi an nghỉ cuối cùng của cô ta không biết. Mà cuối đời Bác, Bác vẫn đau đáu một câu hỏi về cô Huệ. Thì ta mới càng thấy rõ chỗ này là ta còn nợ Bác về mặt tâm linh đấy các đồng chí nhé. Nói theo nghĩa lành mạnh của nó đấy, không có mê tín dị đoan đâu. Đấy. Cô Huệ với Bác chơi với nhau từ lúc còn nhỏ cơ. Hai người coi nhau như anh em bạn bè, học chung một thầy. Thầy dạy chữ Hán là Bác, là bố của Bác, chứ nó mới thân thiết như vậy. Thế mà cô Huệ nảy nở mối tình với Bác ngay từ khi ở Huế. Cô Huệ là người tiễn Bác đi khỏi bến cảng Nhà Rồng ấy chứ. Cô Huệ lại là người dẫn đường cho chị gái Bác là bà Thanh vào tận Cao Lãnh Đồng Tháp tìm mộ cha nữa cơ mà. Những chuyện như thế là chuyện có thật trong cuộc đời, rất là cảm động. Gia đình cô Huệ cũng giống gia đình Bác. Bố Bác là quan phó bản, làm ở bộ lễ. Thì bố cô Huệ là Lê Quang Hưng, làm ở bộ công. Bộ công ta hiểu như bộ kinh tế bây giờ đây này, bộ công thương đấy. Nhưng mà hai vị quan đều thanh liêm cương trực, triều đình nó ghét bỏ, nó cách chức hết. Bố Bác thì phiêu bạt vào tít tận đồn điền cao su Lộc Ninh, làm thuốc dạy học cho dân làng. Và khi mất ấy, ở Đồng Tháp Cao Lãnh thì dân làng làm tang cho bố Bác, coi là ân nhân. Thế còn bố cô Huệ cuối cùng chỉ còn là một ông già hát sẩm ở ngoại ô Sài Gòn. Trên mới bảo cô Huệ là đến bến cảng Nhà Rồng tiễn tiễn anh ba mày đi là thế mà. Anh ba tức là tên Bác lúc rời bến cảng Nhà Rồng. Thế thì cô Huệ tiễn Bác đi mà cứ cầm tay Bác mà khóc. Cái buổi tiễn đưa này cảm động lắm. Đó. Ta đã thành phim đấy các chị. Hẹn gặp lại Sài Gòn cơ mà, hẹn trở lại Sài Gòn cơ mà, rồi cuộc chia tay bên bến Nhà Rồng cơ mà, thành phim thành chuyện cả rồi đấy các đồng chí nhé. Mà đại tướng Võ Nguyên Giáp, thủ tướng Phạm Văn Đồng đấy, nghe kể chi tiết về Bác Hồ với cô Huệ, đủ hiểu được là đây là câu chuyện được quan tâm như thế nào. Thế mà cầm tay Bác mà khóc, cô Huệ hỏi Bác một câu thế này này: anh ba có dặn thêm em điều gì nữa không? Ba tức là Văn Ba, tên Bác cái thẻ làm công trên tàu biển đấy. Đấy. 21 tuổi, còn cô Huệ là 18 tuổi. Mà cô Huệ rất xinh đẹp các đồng chí, rất giống như mẹ Bác, bà Hoàng Thị Loan ngày trước đấy. Bác trả lời là chuyến đi này rất xa và rất lâu, không hẹn được ngày về. Mà nếu không tìm được con đường cứu nước cứu dân, tôi cũng không về nữa. Thế các bạn. Cô Huệ càng khóc và nói một câu với Bác mà đau đớn: nếu mà còn sống trở về thì hãy cố mà tìm nhau.
tiến bác đi mà nói một câu đầy linh cảm như thế. Còi tàu cứ rục rã, bác vội bước lên tàu. Bác đặt vào tay cô Huệ một cái gói nhỏ ta gọi là kỷ vật, một miếng lụa màu hồng, bọc bên trong là chiếc lược chải tóc. Chiếc lược này là của mẹ bác đấy, bố bác mua tặng mẹ bác ở Huế đấy. Bà vẫn thường chải tóc khi còn sống, mà bà mất năm 1901. Mà bác đi khỏi bến cảng Nhà Rồng là 1911, tức là 10 năm bác gìn giữ cái lược này bọc trong miếng lụa. Bây giờ bác trao cho cô Huệ. Bây giờ mẹ mất rồi, anh lại đi xa, anh trao lại nó cho em. Còn có cái mối tình nào mà thánh thiện đến như vậy không? Chỉ thuần túy về mặt tinh thần thôi, chứ có lấy nhau, có ăn ở với nhau đúng nghĩa vợ chồng đâu. Thế và cô Huệ tiễn bác đi trong nước mắt, mà cả đời chờ đợi bác. Các đồng chí biết là bác có một thời kỳ bị tù ở Hương Cảng, Hồng Kông, mà thực dân Anh nó bắt bác, nó định liên kết với thực dân Pháp, chứ đưa bác về tận Vinh ở Nghệ An, là thủ phủ Nghệ An đấy, để tử hình. Chứ trong tiểu sử bác còn ghi cả là tử hình vắng mặt. Luật sư Lusabai là ân nhân của bác, đã cứu thoát bác khỏi cái án tử hình. Bác coi là ân nhân suốt đời đấy. Đấy. Thế còn bác đi tìm đường cứu nước đấy, về nước ở năm 41 ở Bắc Bó, Cao Bằng. Đến thời kỳ sắp cách mạng tháng 8, bác lại theo ủy thác của Đảng lên đường trở lại Trung Quốc để tìm cách liên hệ với cách mạng Trung Quốc, thì đến biên giới nó bắt bác ngay. Lính của Tưởng dưới thạch nó bắt bác, nó giam cầm bác 30 nhà tù 14 tháng liền ở Quảng Tây, mà Trung Quốc đất nước rộng mênh mông như vậy, nó xiềng xích bác, giải bác đi từ sáng sớm đến đêm khuya, sống cơ cực lầm than, tưởng như không thể chịu được nổi. Và trong thời gian ở tù đó, bác viết cả một tập thơ nổi tiếng, Nhật ký trong tù. Nhưng có một điều rất là éo le, báo chí phản động nó cứ tung tin là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh chết trong tù rồi. Cái tin giả ấy tình cờ lại lọt vào tai cô Huệ. Cô biết, cô lại tưởng thật. Thế là cô đau đớn quá bỏ đi tu. Cô Huệ, người yêu của bác, cuối cùng là đi tu các đồng chí. Mà bác biết tin cô Huệ đi tu, bác khóc. Đặc biệt nữa này, ở Việt Nam đã có người gặp được cô Huệ khi cô đã đi tu, tức là nhà sư. Cái người đó các đồng chí rất quen biết đấy, mà quê gốc lại đang ở Diễn Châu đây, các đồng chí này, gần chúng ta đây này. Ai này? Nhà văn Sơn Tùng. Ông là tác giả Búp Sen Xanh và một loạt tác phẩm viết về mối tình của bác với cô Huệ. Đấy. Ông đã lặn lội vào tận Sài Gòn sau giải phóng miền Nam, người thương binh còn có 3 ngón tay, thương binh loại 1, tìm được bằng được cô Huệ khi cô đã đi tu. Nhưng cô lại không tiếp. Đã đi tu tức là giải thoát, hóa giải, không còn tiếp ai ở đời nữa. Nói thế nào không được, cuối cùng phải khóc và phải lấy tấm ảnh mang theo chụp với bác ở Việt Bắc để làm tin cơ mà. Cô Huệ nhìn tấm ảnh cô khóc và cô đồng ý tiếp. Cô tiếp thì cô kể hết cho chúng ta nghe, ta mới biết được chứ các đồng chí. Mà đi tu rồi mà cô hỏi cái này nhé, ông ở với cụ Hồ lâu như thế, có bao giờ ông nghe thấy cụ Hồ nhắc đến tôi không? Có bao giờ nghe thấy cụ Hồ kể về tình yêu không? Đi tu rồi mà còn sâu sắc thế đấy các đồng chí. Nhà thơ Nguyễn Du viết chuyện Kiều nói là dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng cơ. Thương cô mà có dám kể đâu, chỉ sợ cô đau đớn không chịu đựng được. Chỉ nói một câu rất chung là bác Hồ thương O nhiều lắm. O tức là cô, đúng không? Bác thường đặt tay lên ngực nơi có trái tim, bác bảo miền Nam trong trái tim tôi. Thì trong trái tim bác có tất cả mọi người, nhất là O trong đó. Trả lời cô Huệ như thế là một câu trả lời rất hay, nhưng cô lại không đồng ý. Cô bảo không, ý tôi muốn hỏi là cụ Hồ có nhắc đến tên tôi không, có kể về tình yêu không? Thì ta đành phải kể thật cho cô nghe. Hóa ra bác hỏi những nhân vật rất cao cấp trong Đảng. Ông Ung Văn Khiêm, Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng ban Quốc tế Trung ương,
ông Bùi Công Trừng trong Trung ương Đảng. Bác hỏi thế này nhé: các chú có biết tin tức gì về cô Huệ không? Kể cho bác nghe, đừng có giấu bác. Ta thương bác mà có kể đâu. Thật ra là giấu bác, bởi vì ta cũng coi bác là thần thánh rồi, này, không kể. Bây giờ bác hỏi mãi mới kể một câu thôi. Thưa bác, không biết gì nhiều lắm đâu, nhưng có một điều chắc chắn là cô Huệ đã đi tu từ lâu rồi bác ạ. Thế rõ ràng là ta biết mà ta không kể cho bác đấy. Bây giờ bác nói, bác hỏi ta mới kể. Bác khóc và bác dằn vặt cả đêm không ngủ. Chiều tối đêm khuya, ông Vũ Kỳ đều vào phòng bác vặn đèn cho bác này, tắt đèn cho bác, vặn nhỏ cái đài đầu giường cho bác để bác ngon giấc. Đi ra cầu thang mà không có một tiếng động, mà bác còn biết cơ mà. Đời bác không bao giờ có một giấc ngủ trọn vẹn, ngủ ngon, một bữa ăn ngon cũng không có. Bác bảo chú Kỳ quay lại cho bác nhờ một chút đã. Bảo thưa bác còn cần gì nữa không? Bác trả lời là vặn lại đài cho bác. Bác đang nghe tin, bác đang ngủ đâu. Chú cứ để cho bác nghe tiếng đài cả đêm cũng được, như có tiếng người bên cạnh vậy. Để chúng ta thấu hết cái nỗi cô đơn của bác. Và càng như vậy, càng thấy bác vĩ đại ở bậc tầm một con người. Thế bây giờ xin các đồng chí nhớ lại hồi các đồng chí còn nhỏ nhé. Hồi học sinh, sinh viên, các đồng chí đã đọc nhật ký trong tù rồi chứ. Học rồi không phải các đồng chí? Nhất là đồng chí nào đã học khoa văn ấy, thì lại càng học kỹ. Nhật ký trong tù bác viết bằng chữ Hán. Chữ Hán của bác thạo từ lúc 3 tuổi, 5 tuổi không? Bác làm hơn 100 bài thơ bằng chữ Hán này. Mãi khi 70 tuổi mới xin phép bác để dịch tiếng Việt. Mà nói mãi bác mới đồng ý, chứ bác khiêm tốn bác không đồng ý đâu. Bác bảo các chú đừng dịch thơ bác. Bác có phải nhà thơ chuyên nghiệp đâu. Trong tù không có việc gì làm cả, bác sốt ruột ghi chép những điều vặt vãnh như nhật ký để quên ngày quên tháng, chờ đợi tự do mà thôi. Nhưng đến khi dịch ra, ta thấy cả một trí tuệ lớn, một tâm hồn lớn và một nghị lực phi thường. Trong tập thơ đó, cái bài cuối cùng rất lạ, bài ở cuối cuốn sổ tay đấy, đánh số là 133, nhưng không có đầu đề. Không có đầu đề thì không biết dịch thế nào cả. Ta dịch tạm là vô đề, mà chọn người giỏi nhất chữ Hán để dịch cho nó sát nghĩa của bác. Dịch rất hay rồi, đến đưa bác đọc để bác góp ý và hỏi bác vì sao không có đầu đề. Bác cười, bác bảo các chú chưa hiểu hết bác đâu, để bác dịch lại cho. Bác là người trong cuộc, bác dịch lại hay hơn nhiều. Ta dịch là vô đề nhé. Núi ấp ôm mây, mây ấp núi. Lòng sông Hương sáng bụi không mờ, bồi hồi dạo bước Tây Phong lĩnh, trông lại trời nan nhớ bạn xưa. Dịch như thế là quá hay rồi. Bài thơ ấy hóa ra là một cái tin nhắn. Tin nhắn về trong nước là bác vẫn còn sống chứ chưa chết. Bác đang đợi ngày được tự do để trở về với dân với đảng. Còn trong cõi riêng tư của bác ấy, tin nhắn ấy là tin nhắn dành cho cô Huệ. Nhắn cho cô Huệ đi tìm cô Huệ. Nên bác mới dịch ngược lại. Mà trước khi dịch, bác đặt tên cho bài thơ. Thế là từ đây trở đi nó có đầu đề, không còn là vô đề nữa. Là Tân Xuất Mục Học Đăng San. Dịch ra tiếng Việt là mới ra tù tập leo núi. Tiều tụy như vậy, lấy lại sức khỏe để về với dân với nước. Bác dịch ngược lại cả. Mây ấp núi, núi ôm mây, lòng sông sạch chẳng mảy may bụi hồng. Ta dịch là bồi hồi, bác bảo chung quá. Bác xóa đi, bác chữa thành bùi ngùi cơ. Bùi ngùi dạo đỉnh Tây Phong, đỉnh núi Tây Phong ở Quảng Tây, trông về cố quốc chạy lòng nhớ ai. Bùi ngùi và chạy lòng thì mới phản ánh đúng tâm trạng của bác. Nhớ ai đây, ngoài đồng chí đồng bào ra còn là cô Huệ. Nhớ ai đấy. Dịch như thế mới đúng là bác. Bác dịch xong, bác còn ký một cái tên phụ nữ rất đẹp ở dưới là Thanh Lan. Các đồng chí nhớ là bác không có vợ có con nhé, mà bác rất hay dùng tên phụ nữ, toàn tên đẹp đấy.
Thanh Lan, Thu Lan, Phong Lan, Diệu Hương, Tuyết Trinh, Hồng Liên, Thu Giang, toàn tên bác cả. Trong đó duy nhất chỉ có từ Hồng Liên là có ý nghĩa, có xuất xứ, vì đấy là bác dùng để được đón chị. Chị là Bạch Liên thì em là Hồng Liên, thế thôi. Còn là tất cả là nghi binh hết, đúng không? Bác che mắt kẻ thù, bác viết những bài báo lên án thực dân đế quốc làm nhục phụ nữ. Bây giờ bác đứng ra bảo vệ phụ nữ thì tốt nhất là ký tên phụ nữ. Mà một người như bác ấy đã ký tên phụ nữ thì ký tên đẹp, chọn tên đẹp mà ký. Tâm hồn bác lộng gió thời đại là thế, nói như Phạm Văn Đồng. Cho nên ngay cả khi hỏi bác là giả sử như bác có người yêu thì tiêu chuẩn của bác thế nào, bác cười, bác bảo phải người thật đẹp. Đấy, trước hết phải đẹp đã chứ cơm gì. Bác rất con người là thế. Hai nữa này là phải giúp bác được trong công việc. Công việc đây là việc lớn, việc đảng, việc dân. Mà như thế là khó lắm. Cho nên bác hy sinh, hy sinh. Đến cuối đời không chỉ hỏi tin cô Huệ, bác còn nói rõ lý do bác không lấy vợ. Bác bảo bác không lấy vợ có lợi cho miền Nam, có lợi cho cách mạng hơn. Bác toàn tâm toàn ý cho dân, cho nước. Cả Việt Nam là gia đình lớn của bác. Các cụ già là bạn của bác. Chị em phụ nữ là chị em, là con cháu của bác. Thanh niên nam nữ là con cháu của bác. Thế thôi. Đấy. Thì ta cứ hỏi bác rất nhiều câu chuyện về lập gia đình, người yêu, tiêu chuẩn, thì bác trả lời như thế đấy các đồng chí. Thế bây giờ câu chuyện cô Huệ như vậy kết thúc ở đâu? Cô Huệ mất sau bác 11 năm trong trạng thái đi tu. Và các đồng chí nhớ được cái địa điểm cô đi tu nhé. Ngôi mộ thì không biết, nhưng mà ta biết được cái nơi cô đi tu cũng là quý lắm rồi. May mà còn giữ được một vài tư liệu như thế, chứ còn thì không biết cái gì cả. Vì ta cứ thần thánh hóa bác, chúng ta không để tâm nghiên cứu. Bây giờ lịch sử nó trôi đi rất lâu rồi, không biết được nữa. Hóa ra cô Huệ trôi dạt vào tiếp tận miền đất đỏ, quê hương của anh hùng Võ Thị Sáu, đất Bà Rịa, Vũng Tàu. Ở Bà Rịa có núi Thị Vải, có chùa Thị Vải, bây giờ có thêm cảng Thị Vải nữa. Ta về đấy để ta hồi tưởng lại một không gian đã có tình yêu của cô Huệ hướng tới bác. Thế thôi. Đấy là một mối tình thánh thiện chỉ có trong trái tim. Lúc còn sống đấy, bác tâm sự với chúng ta một câu như thế này mà ta vô tình quá ta không hiểu. Bác bảo suốt đời bác mang trong tim hình ảnh một người con gái, cô Huệ đấy các đồng chí, Lê Thị Huệ đấy. Và bông hoa Huệ trùng tên với người con gái là một loài hoa thánh thiện, là vì vậy hoa thờ đấy. Thì có kể bao nhiêu về bác cũng vẫn là chưa đủ, nhưng mà chỉ một vài nét thoáng qua như vậy thôi, để mong các đồng chí có một ý niệm là cả đời bác là hy sinh, là dâng hiến. Bây giờ có điều kiện, mong các đồng chí, nhất là các đồng chí nào mà làm thầy giáo, cô giáo nhé, hãy tìm đọc hai cái cuốn sách này. Chuyện kể về ngôi mộ bà Hoàng Thị Loan, mộ của bố bác, à của bác, mẹ bác Hồ. Thứ hai này, những người thân trong gia đình bác Hồ, thì ta sẽ hiểu hết mọi chuyện. Các đồng chí, thế này có thấy xót xa không? Mẹ bác mất năm 1901, mà phải 21 năm sau mới bốc mộ đưa về quê. Mẹ bác chôn ở đâu? Chôn ở ngoại ô thành phố Huế. Vì triều đình nhà Nguyễn nó không cho chôn ở trong nội đô, phải bà con đưa lên tận núi Tam Tầng ở ngoại ô Huế để chôn. Mà lúc đó bác có 10 tuổi đầu, bế em nhỏ 4 tháng trên tay. Thế mà phải 21 năm sau, vào năm 1922 mới bốc mộ đưa về quê. Ai là người bốc mộ các đồng chí? Chính là bà Thanh đấy, chị gái bác đấy. Lặn lội vào tận Huế, nhờ người quen bí mật bốc mộ cho mẹ vào đêm khuya. Nghĩa là dùng nước thơm rửa hài cốt của mẹ, bọc trong một tấm lụa hồng, bí mật mang về quê. Mà đường đi bộ từ Huế về quê Nam Đàn 400 cây số đường rừng. Thế mà bà vừa đi vừa khóc. Bà cứ khấn thầm thế này này:
Mẹ sống khôn chết thiêng, phù hộ cho chị em chúng con được mang mẹ về quê an toàn. Mà phải ngủ lại đêm khuya nhà trọ, mà phong tục là không được để hài cốt người trong trong nhà, mà phải bí mật đưa gói hài cốt đó ra bờ chuối, cái bụi chuối, rồi sáng hôm sau tinh mơ trở dậy lấy để đem đi. Kỳ công như vậy đưa được mẹ về quê. Về quê chôn ở đâu? Chôn ngay trong mảnh vườn quê nội ở làng Sen. Thế là năm 1922 mới chôn được mẹ ở ngay mảnh vườn. Năm 1922 là lúc Bác Hồ của chúng ta đã là người cộng sản. Bác là vào Đảng Cộng sản lúc 30 tuổi ở Đảng Cộng sản Pháp. Trên lúc Bác mất ấy, Bác là 49 tuổi Đảng nhé, gần 50 năm tuổi Đảng, chứ đừng tính là Bác 39 tuổi Đảng. Vì Bác sáng lập Đảng ta mà, năm 30. Thế mà lúc Bác mất thì Đảng 39 tuổi, ta cứ suy ra là Bác 39 tuổi Đảng, thế là không đúng rồi. Bác vào Đảng từ năm 20 cơ mà, 49 tuổi Đảng chứ. Còn tên Bác là Hồ Chí Minh ấy, không phải về Bắc Bó Cao Bằng mới có đâu, về Bắc Bó vẫn là Nguyễn Ái Quốc. Phải đến năm sau, năm 1942, khi Bác viết lịch sử nước ta bằng thơ, dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích mới là Việt Nam, Bác mới ký tên là Hồ Chí Minh. Thế là Bác mang tên là Hồ Chí Minh từ năm 1942. Đấy. Và ta cũng có ngờ đâu, chính năm 1942 là năm lại bốc mộ một lần nữa để đưa lên núi Đại Huệ an táng chính thức. Thế là từ lúc mất đến khi bốc mộ là 21 năm. Từ lúc đặt ở vườn nhà mình đến lúc đưa lên núi Đại Huệ ở dãy núi Động Tranh đấy các đồng chí, địa linh nhân kiệt đấy, là 20 năm nữa. Mà lại đúng năm 42, đúng năm mà Bác mang tên là Hồ Chí Minh, thì ở quê ông Cả Khiêm, anh trai Bác, đã bí mật an táng mẹ trên dãy núi Động Tranh, trên cả cái vạn núi Đại Huệ. Tên Đại Huệ là rất đẹp, mà thật ra đấy là vua Quang Trung đã đổi tên đấy, chứ lúc đầu là Đại Tuệ cơ, sau đó là nói Đại Huệ để ghi nhớ công ơn những người đã giúp cho nghĩa quân đánh thắng quân giặc. Thì bây giờ là nơi an nghỉ cuối cùng của mẹ Bác. Mà câu chuyện này cảm động lắm. Ông Cả Khiêm là thầy địa lý, ông phải lên núi quan sát trước, tìm hết mọi chỗ, chọn đúng cái vị trí nào tốt nhất để mà chôn an táng cho mẹ cơ mà. Và ông đưa một người cháu đi cùng để giúp ông đào 9 cái huyệt, 9 huyệt, trong đó có 8 huyệt giả để nghi binh, chỉ có một huyệt chính thôi. Mà huyệt chính này chỉ duy nhất ông Cả Khiêm là người được biết. Và ông dặn lại tất cả mọi người trong họ tộc, trong gia đình, đây mới chính là nơi chôn cất mẹ tôi. Còn 8 huyệt kia là giống hệt, nhưng thật ra là huyệt giả để tránh kẻ thù nó lùng sục, vì nó biết gia đình Bác là gia đình đại cách mạng. Đấy. Câu chuyện này rất cảm động, chúng ta đọc để biết thêm về cuộc đời, gia cảnh nhà Bác, sự nghiệp của Bác hy sinh đến như vậy. Đặc biệt nữa này, chúng ta lưu ý một cái câu chuyện về Bác với việc phong tướng. Tại sao mà Bác phong một lúc 9-11 tướng năm 1948, năm mà bắt đầu kháng chiến chống thực dân Pháp ở Việt Bắc. Bác ký sắc lệnh phong tướng đầu tiên trong quân đội 11 tướng một lúc, nhưng mà chỉ có một đại tướng, một trung tướng, còn 9 thiếu tướng. Giỏi như Nguyễn Sơn, như Trần Đại Nghĩa cũng chỉ thiếu tướng thôi, nhưng mà đại tướng là Võ Nguyên Giáp, duy nhất một người thôi. Mà Võ Nguyên Giáp lại không phải là nhà quân sự đâu nhé. Ông có một ngày nào qua trường võ bị đâu, ông là một giáo sư sử học. Mà gặp Bác lần đầu ở Côn Minh còn rất trẻ và rất đẹp, Bác ôm chầm lấy cơ mà. Bác bảo trời, chú đẹp như con gái thế này, đại tướng đấy không? Thế mà Bác lại chọn cái người ấy để làm cầm quân, thì đủ hiểu Bác nhạy bén đến như thế nào, chọn đúng người. Đấy. Và phong đại tướng một lần duy nhất. Năm 33 tuổi, Võ Nguyên Giáp mới là đội trưởng đội du kích, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, năm 33 tuổi.
Năm sau thì đội quân của chúng ta 34 chiến sĩ đầu tiên lựu đạn dao găm súng trường mà làm nên lịch sử. Một tuổi quân mà đã làm nên cách mạng tháng 8 đấy. Quân đội chúng ta, quân đội nhân dân, từ nhân dân mà ra đấy, do Bác sáng lập đấy, giỏi như vậy. Một tuổi quân đã làm nên cách mạng tháng 8. Lúc đó vị chỉ huy có 34 tuổi. Và không là đội trưởng du kích nữa, Bác bổ nhiệm làm bộ trưởng nội vụ trong chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, người chủ trì lễ tuyên ngôn độc lập cho Bác, giới thiệu Bác ra mắt quốc dân đồng bào. Đến năm 37 tuổi thì là tổng tư lệnh quân đội quốc gia, bộ trưởng quốc phòng, phong một lần từ du kích lên thẳng đại tướng và cho ra mặt trận. Mà Bác tiễn đại tướng ra mặt trận có một câu thôi nhé, một câu thôi: trận này rất quan trọng, chắc thắng thì mới đánh, mà đã đánh thì phải thắng. Chú chỉ được báo về trung ương với Bác một câu thôi, đã thắng trận không báo gì khác. Đại tướng ra mặt trận để điều binh khiển tướng, lập lại trận địa 12 ngày đêm thức trăng. Và ông viết hồi ký, ông nói là đây là những ngày tháng khó khăn nhất, những giờ phút khó khăn nhất, phải quyết định điều hệ trọng trong cuộc đời làm tướng của tôi. Đấy, Bác là thế đấy các đồng chí nhé. Thế còn ông trung tướng, thời bây giờ không có đại thượng tướng, dưới đại tướng là trung tướng. Trung tướng là nhân vật số 2 chỉ sau Võ Nguyên Giáp. Nhân vật số 2 này là một bậc danh tướng kỳ tài, Nguyễn Bình. Ta có nghe nói chuyện trung tướng Nguyễn Bình. Mà Nguyễn Bình khi phong trung tướng ấy còn có một mắt đấy các đồng chí, còn có một mắt đấy, gọi là độc nhãn tướng quân, tướng một mắt. Mà nhân dân thì ngưỡng mộ cho thêm một chữ thần nữa, là độc thần nhãn tướng quân Nguyễn Bình. Nguyễn Bình có một năng khiếu quân sự trời cho, còn thanh niên đã nổi tiếng, dũng mãnh can đảm, đã chỉ huy cả vùng Đông Triều, Quảng Ninh, Hải Phòng. Thế mà ông là một thanh niên rất là nhiệt thành, yêu nước, cuồng nhiệt. Ông lại tưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng là đảng cách mạng, ông xin vào Việt Nam Quốc Dân Đảng. Đấy là một sai lầm chết người. Vừa vào Việt Nam Quốc Dân Đảng rồi, ông phát hiện ra ngay là đây không phải đảng cách mạng, là một đảng chỉ mưu manh động thôi, ám sát cá nhân, bạo động thôi. Ông lập tức xin rút lui ngay ra khỏi đảng. Và nó trả thù rất hèn hạ, nó cho người bắt và khoét cả một cái mắt trái của ông. Trên lúc phong trung tướng còn có một mắt là thế mà. Thế mà đã vào Đảng Quốc Dân Đảng, Việt Nam Quốc Dân Đảng rồi, bây giờ muốn trở thành đảng viên cộng sản thì phải thử thách rất nghiêm ngặt. Ai lại thử thách 17 năm liền mới kết nạp đảng? Năm 1930 ông đã đi tù ở Côn Đảo rồi, đến năm 1947 mới được kết nạp đảng, mất 17 năm thử thách. Thế thôi mà đấy là điều đương nhiên, vì anh đã chót vào một cái đảng phản động. Bây giờ phải thử thách lòng trung thành, rất đúng thôi. Thế nhưng mà tại sao năm 1945 cách mạng vừa mới thành công thì Nam Bộ lại kháng chiến và Bác cho gọi Nguyễn Bình về Hà Nội? Bác chọn người như thế đấy. Đoàn kết dân tộc này nó có một ý là phải chọn đúng người tài giỏi để vì dân vì nước thì mới thực hành được cái lý tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc. Bác chọn Nguyễn Bình. Bác chọn Nguyễn Bình về để cử vào Nam Bộ, vì Nam Bộ kháng chiến rồi mà. Mà lúc cử vào Nam Bộ đấy, Nguyễn Bình chưa đảng viên, chưa phong trung tướng, chưa là gì cả, mà còn có một mắt. Bác nói ngay nhé, việc nước sôi lửa bỏng lắm rồi, chú lên đường ngay cho Bác. Lên đường tức là Nam tiến. Nguyễn Bình rất xúc động được Bác tin cậy lên đường. Nhưng mà lúc tiến, Bác tiến đi, nói với Bác một câu rất cảm động: việc lớn Bác giao, cháu không dám từ chối, nhưng cháu rất lo liệu có làm được không, có xứng đáng với niềm tin cậy của Bác không. Vì đến giờ này, lúc lên đường, cháu vẫn chưa được kết nạp đảng, tức là đảng cộng sản đấy. Bác trả lời một câu thấm thía. Câu trả lời của Bác áp dụng vào thời buổi hiện nay vô cùng đúng. Bác bảo cộng sản ư, tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết, chú lên đường ngay cho Bác. Bác giao cả miền Nam cho chú. Ta thấy quyết liệt không?
giao cả miền Nam, tức là tư lệnh chiến trường Nam Bộ. Nguyễn Bình lập công xuất sắc và sau đó được kết nạp đảng, thì ngay sau đó một năm nữa Bác phong trung tướng, tổ chức lễ thụ phong ngay tại miền Nam. Thế đó mà rồi sau đó Bác và Trung ương quyết định điều Nguyễn Bình từ Nam Bộ về Việt Bắc để chuẩn bị một cương vị mới cao hơn, quan trọng hơn ở Đại hội 2 năm 51. Thế là trên đường từ Nam Bộ về Việt Bắc, chẳng may đến biên giới Việt Nam Campuchia địch nó bắn chết. Mà lúc đó nó có 43 tuổi, nó có mấy tuổi tướng, mấy tuổi đảng. Mà đến tận cuối năm 2000 vừa rồi, chúng ta mới tìm được hài cốt của Nguyễn Bình. Và đảng ta tổ chức an táng trọng thể trung tướng, danh tướng Nguyễn Bình tại thành phố Hồ Chí Minh, nằm bên cạnh cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh. Mà cả Nguyễn Văn Linh, cả Nguyễn Bình đều quê Hưng Yên, tức là quê ngoại của Bác. Câu chuyện là như vậy, để các bạn trẻ học về truyền thống của đảng, truyền thống cách mạng, đừng quên những sự kiện như thế nhé. Nhất là năm nay đảng ta tròn 90 năm lịch sử quang vinh do Bác sáng lập và rèn luyện. Từ tất cả những câu chuyện kể như vậy, dù rất ít ỏi thôi, để chúng ta bây giờ nói về những nội dung cốt lõi của đại đoàn kết, rồi xây dựng đảng trong sạch vững mạnh và hệ thống chính trị theo đúng cái chủ đề năm nay mà các đồng chí nhớ là tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thế rồi lại xây dựng đảng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đấy là cái lõi của vấn đề trong cái chủ đề năm nay. Đoàn kết là một truyền thống quý báu của đảng ta. Trong di chúc Bác viết là từ trung ương đến chi bộ phải giữ gìn đoàn kết nhất trí như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Và đảng ta vĩnh biệt Bác, lấy cái điều ấy làm lời thề đấy. Vĩnh biệt người, chúng ta thề giữ gìn đoàn kết nhất trí trong đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Chuyên phú đối với đảng đấy, đoàn kết là vấn đề hệ trọng thiêng liêng lắm, nhất là khi đảng cầm quyền. Còn chia rẽ mất đoàn kết ấy, thì nguy cơ là đổ vỡ và thất bại. Ở đây nó có một cái câu chuyện rất đáng nói này. Khi đảng còn hoạt động bí mật, khi mà chưa có chính quyền, thì dễ đoàn kết gắn bó với nhau lắm. Vì cùng cảnh ngộ, cùng số phận, nghèo khổ cả, vào đảng chỉ có hy sinh chết chóc thôi, lên máy chém vào nhà tù thôi, chứ không có quyền lợi gì cả. Quê hương của chúng ta là có mấy vị tổng bí thư đấy nhé. Trần Phú 26 tuổi, rồi Hà Huy Tập, rồi Lê Hồng Phong, các đồng chí. Chứ cái mảnh đất này đào tạo ra biết bao nhiêu vĩ nhân đấy chứ các đồng chí. Trần Phú 26 tuổi bị địch đánh dập cả lá phổi, chết trên cánh tay của đồng chí mình, nhường áo của đồng chí mình còn sống để lại, nói một câu là hãy giữ vững chí khí chiến đấu. Hay là Hoàng Văn Thụ, người dân tộc Tày, nó có 30 tuổi đã là thường vụ trung ương, tức là bộ chính trị như bây giờ này, mà kẻ thù nó bắn ở trên trường bắn, nó bịt mắt bằng khăn đen, nó cho nói một câu cuối cùng, ông giật phát cả mảnh băng đen lắm. Ông bảo không cần nói gì nữa. Trong cuộc chiến đấu sinh tử giữa chúng tôi, những người mất nước, và các ông, những kẻ cướp nước, thì sự hy sinh của những người như tôi là một lẽ dĩ nhiên. Chỉ biết rằng cuối cùng chúng tôi sẽ thắng. Truyền thống đảng ta có những điều vĩ đại thiêng liêng như thế. Để các bạn trẻ, nhất là bạn nào là thủ lĩnh đoàn thanh niên, thì càng phải chú trọng cái điều giáo dục lý tưởng cách mạng cho tuổi trẻ là như thế. Để trở lại câu chuyện về Bác, đoàn kết rất hệ trọng và thiêng liêng. Bác thường kể câu chuyện là một bó đũa, mà để nguyên một bó đũa không ai bẻ được, rời ra từng chiếc một thì bẻ được ngay. Đây là chuyện ông cha ta ngày xưa cũng thế chứ. Ngày xưa có cái chuyện kể là có một người cha trước khi mất ấy, hấp hối gọi tất cả con đến, chỉ dặn các con đoàn kết thương yêu nhau thôi, bó đũa để chung thì không bẻ được, riêng ra thì mỗi người một chiếc thì bẻ được ngay. Để dặn các con cái bảo đừng có chia rẽ, phải đoàn kết, phải hợp sức với nhau. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao là thế. Chứ đoàn kết nó trở thành truyền thống lịch sử của dân tộc, và đảng phát huy đến cao độ.
Và bây giờ Đảng có chính quyền rồi, Đảng cầm quyền rồi, đoàn kết trong Đảng phải là mẫu mực cho đoàn kết trong xã hội, cho dân tộc. Mà Bác là người chủ trương là không phân biệt trẻ già, trai gái, thành phần, cương vị, ai ai có lòng yêu nước đều đoàn kết để chống đế quốc thực dân, để Việt Nam được độc lập. Chứ đoàn kết với Bác ấy vừa là chủ trương, vừa là chiến lược, vừa là chính sách, vừa là đường lối. Đặc biệt nữa này, Bác của chúng ta đoàn kết cả với những người mà chỉ trong chốc lát thôi, tranh thủ được mức nào hay mức đó, kẻ thù đấy. Bác có một khả năng là thuyết phục được cả kẻ thù cơ mà. Kẻ thù cũng phải kính nể, không dám xúc phạm Bác cơ mà. Tức là phương châm của Bác là thêm bạn bớt thù, càng nhiều bạn càng tốt, càng ít thù càng tốt. Đấy là người đoàn kết. Còn cái người mà chia rẽ mất đoàn kết ấy, thì chỉ có nhiều kẻ thù thôi, càng ngày càng ít bạn, cuối cùng thành cô độc. Câu chuyện này nó rất thiết thực, nó gắn với đạo lý, đạo đức là thế. Và nếu ta đọc vào Hồ Chí Minh đấy, thì Bác không dưới 400 lần dùng đến từ đoàn kết và đại đoàn kết. Tất cả các bức thư chúc mừng năm mới cho đồng bào, thơ xuân chúc Tết, bao giờ cũng là đoàn kết, tiến bộ mới, thắng lợi mới, thế đó mà. Đoàn kết tất cả, gửi cho đồng bào các nơi, nhất là Nghệ An, bao giờ cũng nhấn mạnh vấn đề đoàn kết, và nhất là đoàn kết trong Đảng. Mà các đồng chí nhớ là thời những năm cuối đời ấy, Bác bị dằn vặt lắm, dằn vặt vì chiến tranh rất ác liệt, miền Nam chưa được giải phóng, tổng tiến công Mậu Thân vĩ đại như vậy nhưng lại không trọn vẹn, chỉ cứ tưởng là giải phóng miền Nam năm 63 chứ, nhưng mà không trọn vẹn. Đến năm 75 mới xong thì Bác đi mất 6 năm. Đấy. Và ở cương vị lãnh tụ Đảng mà Bác thấy mất đoàn kết là Bác lo lắm. Trên có một lần Bác gọi ông Vũ Kỳ ra, ông Vũ Kỳ ra mình biết là thư ký của Bác nhé. Bác có 8 người thư ký, nhưng mà ông Vũ Kỳ là thư ký đặc biệt. Đặc biệt vì ở với Bác từ đầu đến cuối không thay đổi. Còn các thư ký khác thì có thể thay đổi, bổ nhiệm luân chuyển này khác. Ông Vũ Kỳ ở từ đầu đến cuối, không giữ một chức vụ gì, chỉ làm thư ký cho Bác. Mà tang lễ Bác xong rồi mới được Trung ương bổ nhiệm làm giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ông Vũ Kỳ là người được Bác tin cậy giao cho giữ bản di chúc. Bác dặn là chú nhớ giữ bí mật cho Bác, đừng nói lộ ra ngoài để dân lo. Chỉ khi nào Bác đi rồi, chú hãy báo với Trung ương là Bác có bức thư để lại đó. Ông Vũ Kỳ làm đúng như vậy, nộp di chúc cho Trung ương để Trung ương thảo luận xem đọc đoạn nào, chưa đọc đoạn nào trong lễ truy điệu. Vì nhiều điều Bác dặn lúc bây giờ chưa có điều kiện thực hiện, trong Trung ương phải thảo luận và quyết định. Hai nữa, ông Vũ Kỳ nhân tiện báo với Trung ương về số tiền tiết kiệm còn lại của Bác. Ông là thư ký của Bác, tay hòm chìa khóa của Bác, đi lĩnh lương cho Bác, thanh toán các khoản xong còn thừa, đưa Bác. Bác bảo, Bác cầm tiền mà làm gì? Chú giữ cho Bác, may cho Bác cái túi vải đựng vào đấy, cần gì Bác sẽ nói. Bác cho hết. Từ cụ già thượng thọ, Bác có quà tặng. Từ các bà mẹ sinh ba, sinh bốn, Bác gửi đường, gửi sữa, gửi quần áo cho cả mẹ lẫn con. Bộ đội thanh niên xung phong, công an Bác cho hết mà. Có khi mấy tháng tiền lương của Bác không đủ tiền mua nước ngọt giải khát cho các chú bộ đội trực chiến phòng không trên nóc nhà các cái pháo cao xạ ngày trước. Còn gì đâu, đổ túi tiền xuống đếm trước mặt Trung ương. Có ngờ đâu cả một cuộc đời 60 năm làm cách mạng, đứng đầu Đảng và Nhà nước, mà đến phút ra đi chỉ còn có mấy đồng bạc trong cái túi vải nâu đó. Thế thôi. Chứ nói đến Bác đấy là nói đức hy sinh. Không gia đình, gia đình riêng trong cái đen của nó, có vợ có con ấy. Không vợ con, không nhà cửa, không tài sản, nhà sàn của Bác cũng có phải của Bác đâu. Đấy là nơi ở và làm việc, ta gọi là nhà công vụ đấy chứ. Bây giờ là bảo tàng, Bác không có cái gì cả. Không gia đình, không nhà cửa, không tài sản, chỉ có một trái tim, một khối óc dành tất cả cho dân, cho Đảng và cho thế giới nhân loại.
Đấy là sự vĩ đại đến mức cao thượng. Người như thế đúng là linh hồn của đại đoàn kết. Đồng chí nào làm công tác mặt trận à? Mặt trận tức là cái tổ chức gọi là liên minh chính trị rộng rãi nhất, linh hồn đại đoàn kết. 19 tháng 5 ta vẫn cứ tưởng là ngày sinh nhật Bác, hóa ra đấy là ngày sinh của mặt trận đấy. Bác thành lập mặt trận Việt Nam Độc Lập Đồng Minh, gọi tắt là Việt Minh, ở Bắc Bó Tân Trào 19 tháng 5 năm 41. Nhờ vậy mới có thắng lợi cách mạng tháng 8. Chứ đại đoàn kết là sức mạnh quyết định thắng lợi. Cách mạng thành công xong, Bác chủ động tổ chức sinh nhật ở Hà Nội. Bác còn dặn là chú nào nhà gần đây về mời thêm người ra dự với Bác cho nó vui. Đông lắm, trải chiếu dưới sàn nhà để mừng thọ chủ tịch nước sinh nhật. Chứ làm gì có bàn ghế sang trọng tiếp khách như bây giờ. Ai cũng cứ đinh ninh đấy là ngày sinh của Bác. Hóa ra Bác làm sinh nhật cho mặt trận mà Bác nhận là của mình. Bác hóa thân vào mặt trận. Cái ngày này vừa là ngày sự thật, bây giờ thành ngày sinh của Bác, nhưng cũng là ngày có ý nghĩa biểu tượng, tượng trưng đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì Bác chỉ chủ động tổ chức sinh nhật có mỗi một lần thôi, còn về sau Bác toàn trốn cả, Bác từ chối hết. Bác dặn ông Vũ Kỳ là đưa Bác đi công tác thật xa càng tốt, để tránh chúc tụng của Trung ương, tốn thì giờ, tốn tiền, tốn của. Bác thương dân không làm. Đến cái phút cuối cùng, Bác kiên quyết từ chối không cho làm sinh nhật. Năm 69 đấy các ông chí. Đồng chí Lê Duẩn phải thưa lại là mong Bác nghĩ lại cho. Ngoài Bác ra còn có Trung ương, còn có mặt trận, có chính phủ, có đoàn ngoại giao, mấy chục vị đại sứ đang chờ vào chúc thọ Bác, mà Bác không cho làm thì biết làm thế nào. Bác mới nhớ ra còn bạn bè quốc tế, Bác đành miễn cưỡng cho làm. Bác dặn thế này này, thôi nếu vậy thì làm thật nhanh lên cho Bác. Tại sao phải làm nhanh lên? Chỉ dăm 10 phút thôi. Sau này ta mới hiểu Bác đau tim rất nặng. Biết đâu sinh có hạn, tử bất kỳ, chẳng biết thế nào. Chứ đừng kéo dài làm gì. Và Bác bảo ông Vũ Kỳ chuẩn bị cho Bác tiếp khách. Thế là mang bánh kẹo ra để Bác tiếp khách, pha nước trà để Bác tiếp khách. Khách của Bác là toàn những lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng lúc bây giờ, gọi là tứ trụ triều đình mà. Tổng Bí thư Lê Duẩn, Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, còn Bác là chủ tịch nước rồi, nguyên thủ quốc gia. Bác bảo thế này nhé, các chú uống nước, ăn bánh kẹo mừng thọ cho Bác đi. Và Bác mong các chú thông cảm cho Bác. Bác mang tiếng là chủ tịch Đảng, chủ tịch nước thật đấy, nhưng Bác nghèo lắm, Bác không có gì hơn để thết đãi các chú đâu. Chỉ có vậy thôi. Ngay cả ông Vũ Kỳ, Bác dặn là các chú còn có gia đình riêng, còn có vợ, có con. Bác chỉ có một mình Bác thôi. Cho nên mỗi lần Bác tiếp khách phải lấy tiền lương của Bác mà chi tiêu. Bác cấm các chú lấy tiền của quỹ Đảng, tức là chỗ văn phòng Trung ương ấy. Đấy. Trên cuối cùng là ra đi trong túi còn có mấy đồng bạc là thế. Còn về gia đình thì sao? Mẹ chết ở Huế lúc còn rất trẻ, bố chết trong cô độc ở Cao Lãnh Đồng Tháp, anh chết không có vợ có con, chị chết không có chồng có con, một thân một mình. Em nhỏ được có 4 tháng tuổi, còn người yêu thì bỏ đi tu. Tất cả là những điều ấy để ta thấy cái nỗi đau của Bác chứ. Bác cũng là con người chứ có phải thần thánh đâu. Bác cũng có nỗi đau riêng của Bác ấy. Nhưng Bác hy sinh hết cho chúng ta thôi. Và chính vì vậy đấy, để đại đoàn kết được, nó cần mấy cái điều kiện này. Để các đồng chí triển khai, mong các đồng chí chú ý cho, nhất là với điều kiện thị xã của chúng ta sắp tới là tròn một giáp đấy các đồng chí nhé, 12 năm từ ngày thành lập. Thì xem bước trưởng thành như thế nào. Mà muốn trưởng thành được phải đặt đoàn kết, đặc biệt trong đảng bộ chúng ta. Đảng bộ các đồng chí không nhỏ đâu, 5.000 đảng viên là không nhỏ đâu. Đảng ta hồi cách mạng tháng 8 cũng chỉ có 5.000 đảng viên. Thế là bây giờ riêng đảng bộ thị xã này bằng cả toàn đảng hồi cách mạng tháng 8 rồi, có ít đâu.
Chứ đấy là cả một câu chuyện phải phát triển. Thế thì mong các đồng chí lưu ý này, muốn đoàn kết được, trước hết cần có lòng trung thực để đoàn kết thật, thật sự. Hai nữa này, đoàn kết thì bắt đầu từ dân chủ. Phải có dân chủ mới có đoàn kết. Dân chủ đến mức nào thì đoàn kết nó sẽ như thế. Dân chủ thực chất thì đoàn kết sẽ thực chất. Mà dân chủ hình thức thì đoàn kết cũng chỉ hình thức mà thôi. Có dân chủ, có đoàn kết thì sẽ có đồng thuận xã hội. Mà đồng thuận tức là tất cả cùng tiến về một hướng, thành một sức mạnh tổng hợp như Đảng ta nói. Đấy, dân chủ, đoàn kết, đồng thuận, đấy là cái cốt lõi lý luận của cái chuyên đề này. Mong các đồng chí lưu ý, mà nhất là đoàn kết trong Đảng. Mà không có lãnh tụ nào quan tâm đến đoàn kết, không có lãnh tụ nào mà thực hành dân chủ cảm động như Bác cả. Ta có thể kể mấy cái chi tiết này. Bác về quê, ta xem năm 1976 thì Nghệ An nghèo như thế nào, toàn nhà tranh. Thành phố Vinh còn nhỏ và nghèo lắm. Đi trên đường về, Bác thấy hai bên toàn trồng nhãn cả. Bác bảo sao các chú lại trồng nhãn? Trồng nhãn là trồng cây có quả, các cháu nó leo trèo hái quả ăn nó ngã thì sao? Rồi tai nạn giao thông thì làm thế nào? Trồng cây hoa cho nó đẹp thôi. Thế đấy các đồng chí. Bác đi nước ngoài mà Bác hỏi tận nơi là có loại cây gì mùa đông ít rụng lá không? Vì Bác thương các cô công nhân quét rác vất vả, Bác mang cả giống cây mùa đông không rụng lá từ Ukraine về trồng trong vườn Bác đấy. Các đồng chí có biết chuyện ngã ba Đồng Lộc 10 cô gái hy sinh khi còn rất trẻ không? Chưa ai có người, có người yêu, có gia đình riêng cả. Mà bài thơ kể về các cô là lúc mất mà còn chưa kịp gội đầu với cái mùi bồ kết hương nhu nữa cơ. Thì ta có ngờ đâu trong vườn Bác ấy có cả một khu trồng cây bồ kết. Và các đồng chí cần vụ bảo vệ đấy, phục vụ đấy, thường thu hoạch hái bồ kết cứ 5 cân một, 5 cân một gửi ra chiến trường cho các cô gái đấy, để gội tóc đấy. Bác quan tâm đến như thế các bạn. Chuyên đoàn kết cần đạo đức, đoàn kết sự thành thật, đoàn kết cần sự hy sinh. Mà dân chủ, đoàn kết, đồng thuận là cả một vấn đề lớn của Đảng và của dân ta, nhất là khi Đảng đã cầm quyền. Cho nên nhất cử nhất động này, trong Đảng mà mất đoàn kết thì xã hội sẽ sao động ngay. Chuyên Đảng hết sức cẩn thận các đồng chí nhé. Đảng thì có 5 triệu đảng viên thôi, nhưng mà dân là 97 triệu cả. Thế mà lúc còn sống đấy, những năm cuối đời, Bác rất lo lắng về chuyện mất đoàn kết trong Đảng. Mà thời bấy giờ là đã xảy ra mất đoàn kết. Bởi vì là đánh Mỹ như thế là quan điểm rất khác nhau. Liên Xô Trung Quốc bất đồng nghiêm trọng, ông nào cũng chỉ muốn mình theo một người thôi. Thế là trong Đảng cũng có chuyện lình xình mất đoàn kết. Bác đau đớn lắm. Bác gọi ông Vũ Kỳ ra. Ông Vũ Kỳ được coi như là cầu nối giữa Bác với Trung ương. Bác bảo thế này này, chú có biết vì sao mà các triều đại phong kiến ngày xưa mà vua sáng tôi hiền này lại đặt ra hai chức quan không? Cái này các đồng chí học sử cũng biết rồi này. Một là chức giám quan. Giám quan tức là quan can gián, bây giờ ta gọi là phản biện. Cái chức này nguy lắm đấy các đồng chí nhé. Mất đầu như chơi đấy các đồng chí. Ông vua mà nhân hậu, ông nghe ra thì không sao. Ông vua mà độc tài bạo chúa, ông ấy chu di tam tộc ấy. Vì cái chức này là can gián nhà vua, không cho nhà vua làm những điều trái đạo lý. Quan can gián, phong kiến mà ngày xưa sâu sắc thế đấy các đồng chí. Đấy là một chức, bây giờ ta gọi là phản biện mới kiểm soát quyền lực. Chức thứ hai này là sử quan. Sử quan tức là quan chép sử của triều đình, được phép ghi vào sử của nhà nước, quốc sử đấy, tất cả công và lẫn tội, công lẫn tội của từng vị quan một. Đấy, ngày xưa mà ông cha ta đã thế. Thế bây giờ Bác hỏi ông Vũ Kỳ như vậy là để lái về vấn đề chuyện Đảng. Bác bảo trong Đảng ý kiến khác nhau là chuyện bình thường, do nhận thức, do quan niệm
không sao cả. Thuyết phục nhau để đi tới thống nhất. Đừng vì ý kiến khác nhau mà rồi không kiềm chế được, tự ái xúc phạm nhau, quy kết chuột mũ thì thành ra mất đoàn kết, tổn thương lớn đến tình đồng chí và có tội với dân với nước. Mất đoàn kết trong đảng mà lại nhất là mất đoàn kết ở cấp đầu não là rất nguy. Đấy. Bác bảo thế này này, nếu bây giờ đóng cửa lại suốt ngày kiểm điểm phê bình liệu có kết quả không? Bác tin là không. Chứ bác đề nghị làm cách khác, có lý có tình. Bác bảo Vũ Kỳ là chú xuống nhà bếp dặn nhà bếp làm bánh ngọt cho bác. Mà bác đề ra một công thức là làm vào thứ bảy tuần cuối tháng. Bác dặn là làm hai loại, một loại để ăn ngay trong lúc làm việc, một loại để các chú đem về làm quà cho các thím các cháu. Bác coi Trung ương như một gia đình mà bác là người đứng đầu. Bác nói này, bác sẽ mời tất cả các chú lại đây với bác, ngồi uống nước, ăn bánh, nói chuyện với bác. Có điều gì không phải với nhau nói thẳng trước mặt bác đây. Không được để bụng, càng không được quy kết chuột mũ nhau, tổn thương đến tình đồng chí. Mà trong lúc này cách mạng đang cần đoàn kết, sẽ có tội với dân với nước. Bác xử sự như thế đúng không? Để thấy câu chuyện đoàn kết quan trọng đến như thế nào, nhất là đảng phải gương mẫu. Bác nói là một tấm gương sống còn quý hơn hàng trăm bài diễn văn. Mà muốn đoàn kết thì đâu đó là dân chủ. Bác về thăm quê hai lần mà làm gì có hội trường cho bác nói chuyện. Nói ngoài trời, đứng trên mô đất cao, trời miền Trung nắng lửa như vậy. Đồng chí bí thư tỉnh ủy thương bác quá, sợ bác bị ốm, thế là mới chạy lên lấy ô che cho bác. Bác nói một câu này xem các đồng chí hiểu thế nào nhé. Bác bảo chú có đủ một vạn cái ô ở đây không? Ý là có dân không? Hay chỉ có một cái dành cho bác thôi, cất đi. Bác không bao giờ đặt quyền đặt lợi dù chỉ một cái ô, thôi cất đi. Dân chịu được, bác cũng chịu được. Không ai dân chủ đến như thế đâu. Hay là bác đi tập thể dục buổi sáng để bác chống chọi lại với bệnh tật tuổi già sức yếu. Tuổi già bác mắc bao nhiêu bệnh chứ, áp huyết, tim mạch, đáy mắt thì chảy máu, bệnh phổi, bao nhiêu bệnh. Bác tập thể dục để sống với dân thêm một ít ngày nữa, trèo chống bệnh tật. Thế thì mấy đồng chí ở Trung ương, văn phòng Trung ương đi làm sớm, hồi bây giờ nghèo lắm, toàn xe đạp. Thế là thấy bác nhảy xuống để chào bác, mấy đồng chí nữ lúng túng xúc động đổ cả xe. Bác lại chạy đến nhấc xe cho. Bác bảo các cháu cứ đi làm, không phải xuống xe. Ngày nào chả gặp bác ở đây, cứ đi làm bình thường. Chỉ cần mỉm cười với bác, gật đầu với bác, gọi bác là được rồi. Bác có phải là vua đâu mà các cô, các chú cứ hạ mã mãi thôi. Nhảy xuống xe cũng là hạ mã các đồng chí. Không ai dân chủ đến như thế. Bác là đỉnh cao quyền lực chứ. Chủ tịch nước, chủ tịch đảng, mà một cái việc nhỏ là một điếu thuốc lá thôi, bác cũng xin chứ không bao giờ ra lệnh. Các đồng chí nghe câu chuyện thuốc lá của bác cảm động có thể khóc được. Vì bác hút thuốc lá là một thói quen, thương bác chứ. Bây giờ đề nghị bác bỏ thuốc lá là khổ lắm chứ. Mà bác bỏ thực sự, bác giữ đúng lời hứa không hút nữa. Nhưng bác rất thèm. Thế thì Trung ương biết là bác vẫn còn thèm thuốc, mới thương bác quá, mới bàn với nhau là cấm tuyệt đối không được ai hút thuốc lá trước mặt bác, để bác bỏ cho nó dễ mà. Ta gọi là nghị quyết đấy, nghị quyết về thuốc lá của bác Hồ ấy. Gọi là nghị quyết cho nó sang, chứ thật ra nó là không thành văn, nó là một lời giao ước thôi. Thương bác ai cũng đồng ý, đến khi thực hiện mới chết rồi. Bởi vì khó lắm, đúng không? Làm việc với bác cả sáng đến đêm đến chiều, mà lại nghiện thuốc rồi, trong chiến tranh mà, căng thẳng đấy. Bây giờ không được hút thuốc lá, khó chịu lắm. Mà thương bác dặn nhau là tuyệt đối bí mật, không được nói ra để bác biết bác buồn. Có ai nói đâu mà bác biết hết. Bác biết là nhờ bác quan sát. Tại sao ngày thường các vị hút nhiều thế? Mấy ngày hôm nay trong phòng không có làn khói nào, nhưng mà nhìn mặt thì vị nào buồn buồn cả.
thèm thuốc quá có gì đâu. Con người cả có phải thánh gì đâu. Bác biết chứ. Bác biết là vì bác mà thay đổi cả một nếp sinh hoạt của anh em. Bác thương lắm. Bác gọi ông Vũ Kỳ ra. Ông Vũ Kỳ bác là thư ký của bác. Bác bảo chú Kỳ, bác có việc riêng muốn nhờ chú, chẳng hay chú có giúp bác được không? Ông Vũ Kỳ tính hồn nhiên lắm, chưa biết đầu đuôi làm sao cả, đã hứa rồi. Bác cứ nói cháu làm ngay lập tức. Bảo bác xin chú bao thuốc có được không? Thế bây giờ mới khó đấy các ông chí này. Chót hứa mất rồi. Không lấy cho bác thì không tiện, mà lấy cho bác thì có lỗi với Trung ương. Vì Trung ương dặn là cấm tuyệt đối, không được để bác hút thuốc lá. Biết làm thế nào, cứ đánh trống làng cho nó qua đi. Bác lại nhắc lại, bác muốn xin chú bao thuốc, chú nghe có được rõ không? Bác giải thích là bác không hút đâu, nhưng bác có việc, có giúp bác được không? Thế là yên tâm lắm, chạy đi lấy ngay bao thuốc cho bác. Các đồng chí có biết vì sao không? Sáng hôm sau, bác chủ trì họp Bộ Chính trị. Họp ngay trong nhà sàn của bác, ở cái tầng 1, tầng trệt, kê cái bàn mộc dài thế này, mười mấy cái ghế, các ủy viên Bộ Chính trị ngồi họp với bác. Làm gì có hội trường sang trọng như thế này. Bác bốc sẵn bao thuốc lá, bác mời từng người một, còn bác không hút. Nghị lực của bác là thế đấy. Bác bảo bác biết cái nghị quyết của các chú rồi, bây giờ bác mời các chú hút thuốc. Bác mong các chú cứ thoải mái như trước đi, đừng vì bác mà khổ thế. Bác cứ giúp từng điếu một cho từng người một, ai cầm điếu thuốc của bác cũng chỉ muốn khóc. Về sau, chính vì cái tác động tâm lý này mà các nhà lãnh đạo bỏ hết đấy, không hút nữa, thương bác. Đặc biệt nữa này, trong số những người biết tin bác bỏ thuốc mà lại vui, mà lại mừng, thì đó chính là các thầy thuốc, các bác sĩ. Vì chăm lo sức khỏe cho bác mà. Thế là bảo nhau đi khám bệnh lại cho bác xem là từ ngày bác bỏ thuốc, bác có khỏe hơn không. Đến lúc khám bệnh cho bác thì mới chết giờ. Bởi vì bác không khỏe hơn, bác lại yếu đi, lại chậm hơn. Thay đổi cả một thói quen mà các đồng chí. Lo quá không biết làm thế nào cả. Đến báo với Trung ương, bây giờ tình hình này đi làm thế nào. Trung ương cũng lo chứ. Lo một hồi rồi mới bảo nhau thế này này. Thôi, nếu vậy thì mời bác hút lại vậy. Chuyện có thật đấy các đồng chí nhé. Không ở đâu có chuyện cảm động như thế đâu. Đến mời bác hút lại, bác khóc. Bác bảo bác biết các chú thương bác, nhưng bác không hút đâu. Bác kiên quyết bỏ, dù bác rất thèm. Thèm đến mức mà bác kể cho ta nghe là ngủ, bác còn nằm mơ đi thuốc lá và rượu. Bác đọc bài thơ bác viết đi. Bác mơ đi rượu thuốc lá mà bác biến thành thơ cơ. Thế mới kỳ tài chứ các đồng chí. Thuốc không, rượu chẳng có mừng xuân. Bỗng chốc thi nhân hóa tục nhân. Thi nhân là nhà thơ, tục nhân là người trần mắt thịt. Không có rượu có thuốc, mất hết cả cảm hứng, không còn thơ phú gì nữa. Đấy. Bỗng chốc thi nhân hóa tục nhân. Mơ thấy thuốc thơm và rượu ngọt, tỉnh ra thêm phấn chấn tinh thần. Bác lại cho mời một cụ già cao niên, là thân sinh của bác sĩ riêng của bác. Vì cụ có một nguyện vọng được gặp bác, cao niên rồi, bác rất cảm động, bác cho ra gặp. Bác dặn là cho bác một bao thuốc, một chai rượu nhỏ để bác tiếp cụ, làm cơm để bác tiếp cụ. Trong bữa ăn chỉ có hai người, bác và cụ già. Bác bảo thế nào? Xin cụ cứ dùng nhị vật này cho tự nhiên. Nhị vật tức là hai thứ mà các ông chí, rượu với thuốc lá. Còn tôi, các bác sĩ không cho dùng nữa cụ ạ. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn được thưởng thức nhị vật ở trong mơ. Nằm mơ đấy. Và lúc Tổng Kiến Công mậu thân năm 68 ấy, dù bỏ thuốc được 3 năm rồi mà bỗng nhiên bác thèm lắm một điếu thuốc mà không có. Bác làm thơ chữ Hán, bài chữ Hán cuối cùng bây giờ là một kiệt tác văn chương. Tam niên bất nhập tiểu suy yên, nhân sinh vô bệnh thị thần tiên, hỷ tín nam phương liên đại thắng, nhất niên tứ quý đổ xuân thiên. Ta dịch ra là thuốc kiêng rượu cữ đã 3 năm, không bệnh là tiên sướng tuyệt trần. Mừng ấy miền Nam vui thắng lớn,
một năm là cả bốn mùa xuân. Nhất niên một năm là cả bốn mùa xuân, tứ quý đổ xuân thiên. Tâm hồn Bác đúng là tâm hồn của một nhà thơ lộng gió thời đại. Chuyện nhỏ mà nhân cách lớn, chuyện nhỏ mà ý nghĩa lớn, bài học lớn chính là chúng ta rút ra từ cuộc đời Bác đấy. Đoàn kết cần đến như vậy. Thế còn khái niệm toàn dân tộc thì mong các đồng chí hiểu cho này, tức là toàn thể dân tộc Việt Nam, Kinh cũng như thiểu số. Đa số là người Kinh chiếm 83%, bây giờ là 87%, và còn lại là 13% dân tộc thiểu số, 53 dân tộc thiểu số. Có dân tộc thì hàng vạn người, nhưng có dân tộc chỉ còn dưới 100 người thôi. Cái dân tộc ấy là phải khuyến khích sinh đẻ, chứ không có thì lại diệt chủng mất năm gì. Mà lạ lắm các đồng chí. Các đồng chí có những xã rất lớn là mấy nghìn dân, thậm chí có thôn là mấy nghìn dân, nhưng mà ở Việt Nam có một cái xã rất độc đáo ở Bố Trạch, Quảng Bình ấy các đồng chí. Bộ tộc người Rục, ai lại cả xã, diện tích thì mênh mông rừng núi thế này mà dân số vẻn vẹn có 136 người. Thế nếu mà áp dụng cơ chế cán bộ thì không đủ người làm cán bộ, chứ đừng nói là dân nữa các đồng chí. Nó có cái đặc thù như thế đấy. Chứ đoàn kết đấy là phải lo cả cái chung lẫn cái riêng, lo cả người Kinh và người thiểu số. Bác gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số ở Pleiku nhé, ngay từ đầu năm 46. Bác viết là: hôm nay các vị họp đại hội, tôi rất tiếc là đường xá xa xôi mà công việc chính phủ bận nhiều, không vào với đại hội được. Vậy tôi có mấy lời này để các vị hiểu cho tấm lòng của chính phủ. Viết như thế là từ gan ruột viết ra chứ. Giang Sơn là Giang Sơn chung, chính phủ là chính phủ chung, chúng ta no đói có nhau, hạnh phúc bên nhau, hoạn nạn cùng nhau chia sẻ. Nói như thế thì được lòng tất cả mọi người dân trong dân tộc Việt Nam. Đấy là Bác. Ở ta lại có nhiều tôn giáo, có cả đạo Phật, có cả Thiên Chúa giáo, có cả Cao Đài Hòa Hảo rất nhiều. Bác là người rất tôn trọng tôn giáo. Ngày Noel, Thiên Chúa Giáng sinh mà Bác gửi thư cho các nhà đi đạo, tu hành này, linh mục, giám mục và con chiên ấy, Bác nói là cầu Chúa ban phúc lành cho chúng ta, cho cuộc kháng chiến kiến quốc mau chóng được thắng lợi. Thế là gắn cả chuyện đời với chuyện đạo là thế đấy. Còn Phật tử nhà chùa là gì? Là cứu một người phúc đẳng hà sa, từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, đẹp đời tốt đạo. Bác có lần nói với linh mục Phạm Bá Trực. Phạm Bá Trực là một vị linh mục theo Thiên Chúa giáo rất nổi tiếng, mà có lòng yêu nước, thương dân. Bác tín nhiệm bầu đến chức Phó Chủ tịch Quốc hội cơ. Thế mà có một lần nói vui với vị linh mục này, Bác nói thế này này: tôi và ngài vừa giống nhau lại vừa khác nhau. Giống nhau ở chỗ chúng ta làm việc lớn cho dân cho nước, chứ phải hy sinh. Làm cách mạng thì lo cơm ăn áo mặc, độc lập tự do cho đồng bào. Còn các ngài lo phần hồn cho các con chiên. Phần xác có no đủ thì phần hồn mới thông dong được. Đấy là việc lớn, mà đấy là chỗ giống nhau, phải hy sinh. Nhưng tôi và ngài vẫn khác nhau. Bác nói câu này mới hóa mình chứ. Khác nhau. Ngài thì không được lấy vợ, linh mục mà. Còn tôi thì chưa lấy vợ. Chưa thôi. Đấy, ta xem. Bác Hồ là thế đấy các đồng chí. Cho nên các cháu gái ở miền Nam ra cứ khóc, thương bác khóc, hỏi bác là tại sao đến giờ này mà bác không có bác gái. Bác gái chính là vợ, là phu nhân ấy. Bác chữa lỗi cho này: bác chưa có bác gái, chứ không phải là bác không có bác gái. Chưa khác mà không khác nhé. Các đồng chí nào là giáo dục, là giáo viên nhé, học bác về cái chính xác của ngôn ngữ này này. Thế và bác nói vui là: còn bác không có bác gái như cháu nghĩ thì cũng không phải lỗi của bác đâu. Đấy là lỗi của hội phụ nữ các cháu đấy. Bác nói đùa như thế mà. Mấy cái bà nhà mình ở trung ương hội lại tưởng thật, xúc động quá triệu tập hội nghị trung ương, họp lên họp xuống chỉ bàn cái chuyện đi lấy vợ cho bác đấy các đồng chí.
thì đã biết đầu đuôi ra làm sao, phải hỏi bác đã chứ. Mà hỏi bác thì phải con gái mới hỏi được. Thế là cử các cháu gái đi hỏi thì xúc động quá, chưa kịp hỏi đã khóc rồi. Cuối cùng các bà cũng rất là kiên nhẫn. Các bà nghĩ là trong hội phụ nữ mấy chục vạn hội viên, lẽ nào để không có bà nào tính đàn ông, thế nào cũng có. Tìm được bằng được cái bà này, tính cách mạnh mẽ, không bị xúc động, không bị run rẩy, để hỏi bác cho nó ra nhẽ. Thì quả nhiên cái bà này bà ấy hỏi như ra lệnh, bảo đề nghị bác cho biết ngay lập tức tiêu chuẩn chọn người yêu của bác như thế nào, để chúng con còn lo liệu. Tấm lòng thì rất tốt, nhưng mà hỏi thô quá, ai hỏi thế bác ra. Thế là bác cười, nó bảo các cô lại giục bác lấy vợ phải không? Đã không lấy vợ thì thôi, đã lấy vợ hỏi tiêu chuẩn thì bác nói ngay, bác chỉ có một tiêu chuẩn. Thế là yên tâm lắm, đợi bác nói đấy. Bác bảo chọn cho bác một người thật đẹp. Đấy là chỗ bác rất con người nhé. Lấy vợ phải đến người đẹp chứ các đồng chí, nhất là một người như bác. Câu sau này phải đẹp như tiên ấy, đẹp hơn tiên thì càng tốt. Thế đến đây, đây là bế tắc, đúng không? Tức là bác đặt ra một tiêu chuẩn nó không có thật, với ý nghĩa là bác từ chối. Các cháu thương bác thì cứ làm việc cho tốt đi, là bác an ủi bác rồi. Còn bác hy sinh cho đồng bào thì bác chịu đựng. Các cháu không học bác chỗ này được đâu, phải có vợ con, có gia đình riêng, nó mới hợp lẽ tự nhiên. Còn như bác là trái lẽ tự nhiên, bác hy sinh thôi. Bác rất con người là thế, mà có sức thuyết phục lớn là vì thế. Thế lại có một lần tình cờ, bác lại ngồi dự giờ giảng lý luận của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Đảng ta bây giờ đang mở các lớp nguồn cho Trung ương, các đồng chí bắt buộc phải học các lớp đặc biệt của Trung ương để vào Đại hội 13, mà Tổng Bí thư trực tiếp giảng bài. Bác là chủ tịch đảng còn cao hơn cả Tổng Bí thư, bác ngồi dự. Ông Lê Duẩn lại giảng đúng cái bài này, đại đoàn kết. Ông ấy dẫn ra là thuận vợ, thuận chồng, bể đông tát cạn, thuận bè, thuận bạn, tát cạn bể đông. Đúng quá rồi. Bác đứng lên ngay. Bác bảo bác có mỗi một mình bác thôi, bác biết thuận với ai ở đây bây giờ? Ta mới thấy cảm thương bác. Và bác tự giải thích này, một nó lẻ loi đơn chiếc lắm, phải có đôi các chú ạ. À, bác không có đôi thì bù lại bác sẽ làm việc bằng hai người. Cái khẩu hiệu vì miền Nam ruột thịt, mỗi người làm việc bằng hai, là ra đời trong bối cảnh đó đấy. Để thấy bác gắn việc riêng với việc chung như thế nào, hài hòa, thấu lý đạt tình. Thế tại sao trong di chúc bác lại ghi là phê bình và tự phê bình là cách tốt nhất để đảng vững mạnh? Và đặc biệt này, phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Cho nên nguyên tắc và phương pháp để đại đoàn kết được như đảng ta nói đấy, là phải thấu lý đạt tình, có tình có nghĩa, và phải tôn trọng tập trung dân chủ, lãnh đạo tập thể cá nhân phụ trách, mà luôn luôn lãnh đạo bằng sự gương mẫu. Muốn gương mẫu thì nói ít làm nhiều để dân tin. Đặc biệt nữa phải đề cao trách nhiệm. Đấy, cái quy định về nêu gương đấy các vị, nhất của người đứng đầu mà đảng ta đưa ra thành nghị quyết đấy. Gần đây nhất là nghị quyết về kiểm soát quyền lực, để chống chạy chức chạy quyền. Làm được như vậy thì đảng mới trong sạch vững mạnh, hệ thống chính trị mới trong sạch vững mạnh, và dân mới tin đảng, và đảng mới vì dân được. Ý nghĩa của câu chuyện toát lên là như vậy. Thế thì để làm được như thế, chúng ta đừng quên một vấn đề này nữa này. Phải có văn hóa rất cao. Và ở đây toàn cán bộ chủ chốt cả. Tôi xin phép đồng chí Bí thư được nói một câu này nhé. Học vấn không phải văn hóa đâu. Ta đừng nhầm. Văn hóa cao hơn học vấn rất nhiều. Có người học vấn rất cao mà văn hóa lại rất thấp. Văn hóa nó phải là nhuần nhuyễn, từ học vấn chuyển thành lối sống, thành đạo đức. Và nó đo bằng sự trung thực, đo bằng sự bao dung, bằng sự tinh tế. Cho nên có học vấn cao là tốt, đấy là điều kiện để có văn hóa. Chứ từ học vấn thành văn hóa thì còn xa lắm. Là một. Hai là đạo đức và nhân cách cũng khác nhau.
Có đạo đức thì sẽ có nhân cách, nhưng mà chỉ riêng đạo đức không thôi ấy, cũng không thành nhân cách được. Nó phải có năng lực nữa. Và lúc này tài năng rất quan trọng. Không được để sót người, người có tài có đức, người hiền tài để lo cho dân cho nước. Hãy học Bác. Bác dùng người một cách mẫu mực chứ các đồng chí. Tại sao chính phủ của Bác, bộ trưởng hầu hết không đảng viên? Đến chủ tịch nước thay Bác cũng không đảng viên. Bác không câu nệ đảng viên hay không đảng viên. Bác chỉ cần người thực đức, thực tài, ai tài, ai đức mà được dân tín nhiệm thì Bác giao việc. Đấy. Trên họp chính phủ, Bác có xưng hô là các đồng chí đâu. Đồng chí là xưng hô trong đảng chứ. Bác bảo thưa các vị bộ trưởng, thưa các ngài bộ trưởng, vì không đảng viên. Đấy. Chính phủ họp phiên đầu tiên mà bàn ngay cái việc nhịn ăn để lấy gạo nuôi dân. 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi bữa một bơ gạo, đem gạo cứu dân nghèo. Và tôi, tức là Bác, xin làm trước tiên. Đấy. Bác khuyên thanh niên là 10 ngày mới nhịn một bữa không chết được đâu, nhưng mà dân thì có bữa cơm bữa cháo, Bác cũng nhịn. Còn nếu đến ngày nhịn ăn mà Bác có việc phải tiếp khách thì Bác sẽ nhịn bù vào hôm sau. Bây giờ thì không nghèo khổ như thế nữa, nhưng mà tấm gương đạo đức cao quý này thì muôn đời còn sáng mãi để chúng ta học tập noi theo Bác. Một cái biểu hiện văn hóa nữa này, tại sao Bác cứ thường xuyên khuyên cán bộ, đảng viên, bộ đội, công an là phải kính trọng lễ phép với dân. 6 lời Bác dạy công an ấy, cái câu quan trọng nhất là kính trọng lễ phép với nhân dân. Đồng chí nào là công an nhé, hàng ngày tiếp xúc với dân, gần đây Bộ Công an đã có phương châm hành động này: đâu mà khó khăn dân cần thì có công an, đâu mà dân cần đến thì công an phải có. Kính trọng lễ phép với dân. Bác dạy là công an là bạn của dân, phải phục vụ dân, chăm lo an ninh trật tự cho cuộc sống bình yên của dân. Còn bộ đội này, bộ đội là con đẻ của nhân dân. Bác bảo cán bộ, chiến sĩ quân đội phải coi cha mẹ, coi nhân dân là cha mẹ của mình. Yêu thương cha mẹ mình thì yêu thương cả đồng bào, yêu cả nhân dân như cha mẹ mình vậy. Đi dân nhớ, ở dân thương là thế. Đấy. Thì phải như thế đấy mới đoàn kết thực sự. Chứ nó cần đến văn hóa, cần đến đạo đức, bao dung, nhân ái, vị tha. Ở đây nó có cái triết lý của nhà Phật là vô ngã vị tha. Vô ngã là quên mình đi, ngã là cái tôi đi, quên đi. Vị tha là vì người khác. Đấy. Bác là như thế đấy. Cho nên mới quy tụ được tất cả lòng dân. Ai lại Bác có thư cảm ơn đồng bào nhân cái ngày tổ chức sinh nhật lần đầu tiên năm 46. Bác nói thế này nhé: tôi năm nay mới 56 tuổi. Năm 46 mà 56 tuổi chưa đến cái tuổi để đồng bào chúc thọ đâu. Đấy. Từ trước đến giờ tôi đã là người của đồng bào, thì từ giờ về sau tôi mãi mãi vẫn là người của đồng bào, gắn bó với dân máu thịt như thế thì đoàn kết của toàn dân tộc nó mới trở thành thiêng liêng được. Hay là có lần Bác gửi thư cho một vị bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội, thời trước gọi là Bộ Cứu tế Xã hội. Ai là bộ trưởng các đồng chí? Một nhân sĩ ngoài đảng, bác sĩ Vũ Đình Tụng, không đảng viên, bộ trưởng Bộ Lao động Cứu tế Xã hội. Cụ có 2 người con trai đều hy sinh hết trên chiến trường trong cái ngày toàn quốc kháng chiến. Vì Bác kêu gọi là các em hãy dũng cảm tiến lên chiến lũy bảo vệ thủ đô Hà Nội, tổ quốc. Các em hãy quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, tổ quốc ngàn đời ghi công các em. Thế cơ mà. Thế và 2 con trai của bộ trưởng ra trận hy sinh ngay trên chiến lũy. Đau đớn thế. Báo tin cho Bác, Bác gửi điện chia buồn ngay. Nhưng mà cái này mới đau đớn đấy. Thương binh, bệnh binh chật ních ở bệnh viện Bạch Mai Hà Nội trong cái ngày toàn quốc kháng chiến. Bác sĩ Vũ Đình Tùng tuy là bộ trưởng Bộ Lao động mà được chính phủ huy động đi mổ cho thương binh vì ông là bác sĩ.
bác sĩ phẫu thuật, mà mổ từ sáng đến đêm khuya, mệt lả người đi. Có ngờ đâu mổ cho chính con mình mà không biết. Đến lúc vết thương nặng quá, gắp được viên đạn ra thì máu chảy lênh láng, người thanh niên trẻ không sống được, ngước mắt nhìn cha thì cha mới kịp nhận ra con mình. Và người cha đó nhỏ những giọt nước mắt trên thi thể của con. Tin đau đớn đó báo ngay về cho bác. Bác có điện chia buồn ngay: kính gửi ngài Bộ trưởng Vũ Đình Tùng, tôi được tổ chức báo tin con trai của ngài đã hy sinh vì tổ quốc. Tôi rất lấy làm đau đớn. Ngài biết rằng tôi không có gia đình riêng, không có vợ, có con. Nhưng tất cả nam nữ thanh niên nước ta đều là con cháu của tôi cả. Ngài mất đi những người con, cũng như tôi đứt từng khúc ruột. Mong ngài nén đau thương để tiếp tục làm tròn nhiệm vụ cao cả của chính phủ, và cũng để cho cháu được thanh thản dưới suối vàng. Tôi nhắc lại là lòng chân thành, sự thành thật là cái sức mạnh cảm hóa tốt nhất. Bác viết như thế là viết từ trái tim đau đớn rỉ máu của bác, chứ có nói bằng lời lẽ khô khan đâu. Chuyên bác của chúng ta có một sức thuyết phục kỳ lạ đến tất cả mọi người. Là vì vậy, trên thế giới này liệu có vị chủ tịch nước nào mà lại nhớ ngày sinh của dân không? Chỉ có bác Hồ đấy chứ. Mà lại gửi thư chúc thọ dân thượng thọ, mà lại khiêm tốn xưng hô với dân là cháu không? Vô cùng cao quý chứ. Bác 60 tuổi, cái cụ già ở Hà Tây tên là Phùng Lục, thượng thọ 80 tuổi, bác xưng hô là cháu cũng là được vì khiêm tốn. Nhưng mà cái vĩ đại, vì bác là lãnh tụ tối cao, là nguyên thủ quốc gia, mà lại xưng hô với dân như vậy, thì bài học đạo đức đến muôn đời là như vậy. Kính trọng lễ phép với dân, chung với nước, hiếu với dân, chung với đảng, hiếu với dân là như vậy. Thì có thể nói là bao nhiêu điều cao quý từ tư tưởng đạo đức phong cách của bác giúp chúng ta soi dọi giá trị ý nghĩa của cái chuyên đề đại đoàn kết, đảng trong sạch vững mạnh, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh hiện nay. Để thực hiện được cái mục tiêu như thế thì năm nay đảng ta xác định một loạt giải pháp. Các cái giải pháp này đã ghi trong tài liệu, các đồng chí đọc để quán triệt rồi phổ biến cho nhau, cho cán bộ đảng viên và quần chúng. Ở đây tôi nhấn mạnh mấy điểm. Giải pháp đầu tiên là phải thay đổi nhận thức. Nhận thức về dân, nhận thức về đảng, nhận thức về chính phủ, về nhà nước, về đoàn kết, đại đoàn kết. Bây giờ là lúc mà đảng ta cầm quyền 3/4 thế kỷ nay, 75 năm, trong 90 năm lịch sử vinh quang của đảng. Có dân là có tất, mà mất dân là mất hết. Quy luật của muôn đời đấy các đồng chí. Mà cái mảnh đất Nghệ An quê bác này, địa linh nhân kiệt, thì vai trò của dân càng quan trọng. Ngay cả với thị xã các đồng chí, một cái thị xã rất trẻ, mới được thành lập thôi, dân cũng không phải là nhỏ, đảng bộ cũng không phải nhỏ. Mà ở thị xã chúng ta có một cái đặc điểm rất là độc đáo, chắc là các đồng chí trong cuộc, các đồng chí biết cả chứ. Nếu Quỳnh Lưu là Nghệ An thu nhỏ, đủ hết các yếu tố địa hình, địa vật, đúng không? Nếu Quỳnh Lưu là một thứ Nghệ An thu nhỏ, thì thị xã của các đồng chí đây là nơi hội tụ cả nước. Tỉnh nào dân đâu cũng có cả. Đặc điểm tâm lý, lối sống khác nhau, cho nên càng cần phải đoàn kết, càng cần phải cộng đồng trách nhiệm, chia sẻ hợp tác để xây dựng một thị xã nhanh chóng giàu mạnh, văn minh và hiện đại. Nhất là chúng ta làm hết sức mình để lưu giữ những kỷ vật về bác trên cái mảnh đất này của chúng ta, để giáo dục truyền thống cho con cháu chúng ta sau này. Trên giải pháp nhận thức rất quan trọng, mà chỗ này cần đến vai trò của cấp ủy, đội ngũ tuyên giáo, đội ngũ các đoàn thể,
đội ngũ các nhà giáo dục, và trong đó có vai trò nòng cốt của các đồng chí lão thành cách mạng, các đảng viên lâu năm, các cựu chiến binh, để tạo ra một chuyển động nhận thức tích cực trong toàn dân toàn đảng. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công. Giải pháp thứ hai hết sức quan trọng, nhất là với thị xã chúng ta, tập trung hàng đầu vào phát triển kinh tế và văn hóa. Bởi vì phải có thực lực, phải có sức mạnh vật chất mới lo cuộc sống cho dân được. Mà muốn thế, cán bộ đảng viên phải tiết kiệm, chống lãng phí quan liêu. Có ai tiết kiệm như bác các đồng chí? Mỗi chiếc phong bì bác dùng 2 lần. Bác bảo nếu tất cả chúng ta ai cũng dùng như vậy thì 1 năm tiết kiệm được bao nhiêu giấy cho các cháu nó học. Đặc biệt nữa này, bác lại còn đưa ra một lời khuyên này: mỗi người mỗi ngày chỉ cần tiết kiệm mỗi người nửa bát cơm thôi, chứ không cần nhiều, thì 1 năm ta có đủ gạo để nuôi quân tới hàng triệu người. 1 tháng nhờ tiết kiệm mỗi người dân 1 nửa bát cơm mà có thể có 20 triệu cân gạo trong 1 tháng, đủ để nuôi 1 triệu quân trong thời kháng chiến. Bác Hồ tiết kiệm đến thế đấy các đồng chí, đủ sức thuyết phục. Hay là chuyện này mới cảm động ý. Bác là người xứ Nghệ mà, ăn từ dưa muối dưa cà như thế. Thế có một lần làm một đĩa trứng trắng nhồi thịt cho bác, rất là ngon thơm, mang lên bác không ăn. Bác không ăn cho là chúng ta xót xa thương bác, mới hỏi ông Vũ Kỳ là vì sao bác lại không ăn, hay là làm không hợp khẩu vị bác không ăn. Thế là mới mạnh dạn hỏi bác: trứng tráng như vậy sao bác không ăn? Bác bảo thế này: ngon lắm, thơm lắm, rất là ngon, bác rất muốn ăn. Nhưng mà vì các chú làm nhiều quá, bác ăn được bao nhiêu chọc đũa vào nó phí đi, thôi để nguyên vẹn dành cho người khác. Chỉ một kỳ chỉ nhỏ như thế thôi, ta đủ thấy thương bác đến tận cùng các đồng chí. Việc gì bác cũng lo cho dân, việc gì cũng chỉ vì dân mà hành động thôi. Đấy, thì đấy là điều đáng lưu ý. Thế cho nên lúc ra đi trên ngực áo bác trống không, không có một tấm huân chương nào. Các đồng chí thì rất nhiều huân chương uy chương, bác không có nổi một tấm huân chương nào. Tặng thưởng huân chương sao vàng cho bác bảo chỉ tặng một người thôi. Bác giới thiệu bác Tôn Đức Thắng. Bác Tôn là đại diện cho miền Nam. Bác Tôn hơn tuổi bác Hồ 2 tuổi. Vậy mà lúc tang lễ bác Hồ đấy, ngày đêm bác Tôn túc trực bên thi hài bác Hồ. Tình bạn của hai bác cảm động đến như vậy, bác bảo tặng huân chương cho bác Tôn là tặng cho cả miền Nam. Bác Tôn quê ở An Giang, ở Cù Lao Ông Hồ. Các đồng chí vào miền Nam công tác đến thăm, từ một người thợ mà thành một lãnh tụ đấy. Và đặc biệt nữa này, bác Hồ của chúng ta tự đánh giá là bác chưa xứng đáng để nhận huân chương. Ta thấy có khiêm tốn vĩ đại. Một người như bác đã bảo bác chưa xứng đáng. Bác giải thích là vì bác mới đi đến nơi mà chưa về đến chốn. Ta chúc nhau là thượng lộ bình an, đi đến nơi về đến chốn. Bác đánh giá là bác mới đi đến nơi mà chưa về đến chốn, tức là chưa giải phóng miền Nam, chưa thống nhất tổ quốc, chưa trở lại miền Nam bến nhà rồng như thế. Trường Dục Thanh Phan Thiết chưa đến, Bình Khê Bình Định nơi mà chào vĩnh biệt từ biệt cha chưa đến, và nhất là Cao Lãnh Đồng Tháp để phần mộ ba cha mà chưa một lần bác đến. Cô Huệ ở tít tận đất đỏ Bà Rịa chưa một lần bác đến. Và đặc biệt nữa này, bác còn nói rõ là bác không nhận huân chương bởi vì hoãn lại chưa muộn, đợi giải phóng miền Nam xong đã, đồng bào miền Nam thay mặt cả nước gắn huân chương cho bác cũng chưa muộn. Thế rồi bác đi có kịp nhận đâu. Và vậy là vị chủ tịch nước lúc ra đi trên ngực áo không có một tấm huân chương nào. Nhưng mà cả khoang ngực này là ướt, áo của bác, áo ngực của bác ướt cả khoang ngực này. Đó là nước mắt của 6 bác sĩ thay nhau hồi sức cho bác
mà tim bác không đập lại, chỉ muốn chết thay cho bác mà không được, nhỏ nước mắt trên ngực bác. Còn hai bên giềm gối nằm của bác tại sao cũng ướt, nước mắt từ hai con mắt bác chảy xuống. Bác khóc nhiều lắm. Tổng Bí thư Lê Duẩn đến thăm bác, thay mặt Trung ương mời bác rời Hà Nội, đưa bác đi khỏi Hà Nội càng nhanh càng tốt, trong cái thời điểm khốc liệt chiến tranh chống Mỹ, vì ta phòng xa khả năng là nó tàn phá không sót một đoạn đê nào, mà nếu không giữ được đê, Hà Nội sẽ chìm trong biển nước. Mà bác đang ốm như thế, chuyên để an toàn cho bác, mời bác đi tránh lũ, đưa bác về một cái nơi cách Hà Nội 60 cây ở Ba Vì. Các đồng chí đến rồi chứ, đá trông K9, nơi để thi hài bác hồi chống Mỹ, khi chưa có răng cho bác. Bác có đi đâu? Bác khóc. Bác bảo bác không đi đâu cả, để bác ở đây thôi. Đưa bác đi, các chú chỉ đưa được một mình bác thôi, còn dân các chú tính sao? Bác không thể bỏ dân mà đi được. Những cái ngày hè oi bức nồng nực như vậy mà bác nằm trên giường bệnh, bác cứ phe phẩy cái quạt mo cau thế này, quạt mo cau của Nghệ An đấy các đồng chí nhé. Tỉnh ủy biếu bác ngày bác về thăm quê để bác nhớ quê hương, hay là cái quạt lá cọ của tỉnh ủy Phú Thọ biếu bác để bác nhớ về kháng chiến rừng cọ đồi chè. Thương bác quá, mang quạt máy lạnh vào, bác bảo bác không cần, ở đây có bóng cây là mát rồi, mang ngay vào trại điều dưỡng thương binh, các chú thương binh nặng cần có quạt hơn. Đấy. Đồng bào ta suốt ngày ngoài đồng ruộng, nắng như thế lấy đâu ra quạt. Thế là đến tận phút chót cũng chỉ nghĩ về dân thôi. Và ba câu hỏi cuối cùng cũng chỉ xoay quanh chữ dân. Chiến trường miền Nam hôm nay thắng ở đâu? Ta thuyết minh cho bác là thắng lớn ở Bình Giã, Đồng Xoài, bác rất vui. Câu hỏi tiếp là đê vỡ có nhiều không? Có kịp sơ tán dân đi không? Câu cuối cùng là sắp đến ngày khai giảng rồi, tháng 9 mùa thu mà, các chú chuẩn bị trường sở, sách bút cho các cháu đến đâu rồi? Thì ta mới càng thấy rõ là đến phút chót của cuộc đời, câu chuyện về dân với bác là đau đớn như thế, không bao giờ thay đổi. Bài học lớn cho chúng ta noi theo bác. Đặc biệt nữa này, tại sao chưa ngày mùng 1 tháng 9 năm 69, ngày hôm sau là bác đi đấy, chưa mùng 1 tháng 9 thì bác lại rất tỉnh, bác lại rất vui, da rẻ hồng hào, râu tóc bạc phơ như một ông tiên. Vì bác nhìn thấy Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng vào thăm bác. Bác cầm tay Thủ tướng mà bác không nhìn rõ đâu, mắt lại mờ đi mất rồi. Bác hỏi là chú Tô đâu? Tô là bí danh của Thủ tướng mà, còn chú Văn là bí danh của Đại tướng. Bác bảo chú Tô đâu? Thủ tướng trả lời là bác cần gì thêm nữa không? Bác có dặn thêm điều gì nữa không? Bảo tính cho bác xem quốc khánh năm nay lần thứ bao nhiêu. Bảo thưa bác, lần thứ 54, 45, 69 mà, 54. Bác bảo hai giáp đấy chú ạ. Giáp tức là 12 năm. Ý bác là năm trắng đốt pháo hoa cho dân chúng mừng. Bác lại dặn thêm cái này ta mới xót xa chứ. Nấu cho bác một bát cháo đầy. Nhật ký chữa bệnh cho bác ta giữ đến tận bây giờ, ghi là mỗi ngày hai thìa sữa, hai thìa cháo mà bác không ăn được, mạch máu ở cổ giãn hết. Giáo sư tai mũi họng hàng đầu là giáo sư Trần Hữu Tước thường xuyên được Trung ương gọi về để hàn các mạch máu ở cổ đã vỡ cho bác, đã chảy máu. Bác không ăn được, không nói được, chỉ gầy lắm. Thế mà tại sao hôm nay bác lại dặn nấu một bát cháo đầy? Bác nói là nấu bát to, nấu đặc cho bác. Bác cố ăn bằng hết bát cháo để có sức. Mai bác ra với đồng bào, bác nói dăm câu. Ta hiểu ý bác chứ. Tức là muốn vĩnh biệt dân để rồi đi. Phải chào dân, phải nhìn thấy dân đã, đi mới yên lòng.
Bác lại dặn là bảo cháu Oanh, cháu Oanh là cô y tá quân đội là Ngô Thị Oanh, 21 tuổi, mà người Vĩnh Phúc. Thế mà bảo tiêm thêm thuốc trợ lực cho bác, để bác có sức, mai bác ra với đồng bào chỉ 5 phút thôi. Bác cứ đinh ninh là ngày mai mới có meeting. Meeting thì dân đông ra chào dân để đi. Trên đời này không có lãnh tụ nào thiêng liêng như thế, minh mẫn đến tột cùng như thế cả. Và bác tâm sự tiếp này, trận này xem ra khó qua lắm các chú ạ. Trận này là đợt ốm này đấy, từ 25 tháng 8 trùng với ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đến mùng 2 tháng 9 là đúng một tuần thì bác đi. Ta vào thăm nhà bác nhé. Các đồng chí nhìn cái bàn mộc của bác này, có cả ống bơ để cắm từng bút bi bút chì làm việc. Khắc khổ đến thế, tiết kiệm làm gương cho thiên hạ là thế. Cả cái tờ báo Nhân Dân đọc giờ ở trang 3, bút chì xanh đỏ đánh dấu ở chỗ điều lệ hợp tác xã nông nghiệp. Bác đọc chỗ người tốt việc tốt, bác để lại một câu nói là mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc là một rừng hoa đẹp. Bác tặng thưởng 5.000 huy hiệu người tốt việc tốt cho những tấm gương tiêu biểu từ cụ già đến em nhỏ đó. Thế mà bảo cháu Oanh tiêm thuốc là thế. Và cô y tá Ngô Thị Oanh bây giờ đã là một bà lão rồi, vì bác mất nửa thế kỷ nay. Có kể cho chúng ta nghe là còn kịp cắt móng tay cho bác để bác đi, kịp lau mặt cho bác một lần nữa để bác đi, mà còn xoa tay cho bác để tay bác ấm nóng trở lại. Ngày trước Tố Hữu viết là bàn tay con nắm tay cha, bàn tay bác ấm vào da vào lòng. Bây giờ lúc sắp đi tay bác cứ lạnh, phải xoa tay cho bác để tay bác ấm nóng trở lại. Chợt nhìn vào móng tay thấy đã dài, cắt cho bác. Vừa cắt vừa khóc, nức nở, chạm cả vào phần da non bên trong này. Bác vẫn còn sống, bác vẫn còn cảm giác đau, bác rụt tay lại. Thế mà những chiếc móng tay cắt cho bác ấy, để trong một chiếc hộp nhỏ xíu trong suốt giữ bây giờ là 50 năm. Còn nguyên ấy. Lấy khăn mặt nước nóng lau mặt cho bác một lần nữa, mở khăn mặt ra ai cũng khóc. Vì có 7 sợi râu bác để lại, cũng gìn giữ suốt nửa thế kỷ nay. Đấy là một phần sinh thể của bác thiêng liêng trao gửi cho chúng ta giữ đấy. Còn bác nằm yên nghỉ trong lăng là như vậy. Đặc biệt nữa này, bác còn dặn thế này nhé, lấy cho bác một ngụm nước dừa. Khi mà nói nước dừa đấy là ta hiểu ngay là miền Nam nhé, chứ đừng nghĩ là bác uống đâu. Ta không hiểu bác cứ băn khoăn là nước dừa thì không tốt cho bệnh của bác, bác bị tràn dịch màng phổi, cứ lưỡng lự không lấy. Ông Vũ Kỳ hiểu bác lắm, ông phải hét lên cơ. Bác đi đến nơi rồi, làm được gì cho bác phải làm thật nhanh lên, không thì không kịp nữa đâu. Người ta coi đó là mệnh lệnh. Và các chiến sĩ cảnh vệ chạy ùa ra phía sau nhà sàn, nơi có hai cây dừa Nam Bắc mà bác tự tay trồng chăm sóc đã có quả. Được hai quả dừa của hai miền Nam Bắc được lưng cốc nước mang vào thì quả nhiên quá muộn, bác đi mất rồi. Người hộ lý nức nở, lấy chiếc thìa nhỏ múc một chút nước dừa đặt tượng trưng trên môi bác thế thôi, rồi lấy khăn mặt lau cho bác. Nước dừa của miền Nam đấy, của Việt Nam tiến bác đi. Đặc biệt nữa này, bác lại không đi ngay đâu. Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói thật với bác là: thưa bác, mong bác yên lòng, meeting đã làm xong rồi. Đảng ta làm meeting năm đó sớm lắm, vì cũng linh cảm rõ bác không sống được, cho nên phải làm meeting quốc khánh sớm đi, để rồi chẳng may có bệnh hệ gì còn làm tang cho bác, mà tang ra bối rối không biết thế nào là vừa. Thế là meeting sớm lắm, mà bác cứ chờ ngày mai. Bảo bác là: thưa bác, meeting đã làm xong rồi, chúng tôi vào đây với bác. Thế là cháo thì chưa nấu, thuốc thì chưa tiêm, nước dừa mang vào thì quá muộn, bác nấc lên.
bác bảo không còn cơ hội nữa, có phải không? Và nước mắt cứ tuôn xối xả xuống môi. Và hôm sau mùng 2 tháng 9, đúng 9 giờ sáng thì bác vĩnh biệt chúng ta. Bác còn nhìn tất cả mọi người trong phòng bệnh một lượt nữa như vĩnh biệt rồi bác đi. Và bác lại tìm ông Vũ Kỳ, hướng ánh mắt về ông Vũ Kỳ, nhìn rất lâu. Đó như một lời vĩnh biệt với người được coi là tiểu đồng của mình, với người được coi là đã tay hòm chìa khóa phục vụ bác một phần tư thế kỷ. Ông Vũ Kỳ rất hiểu bác, vừa khóc từ cuối giường bác, vừa chạy đến đầu giường bác. Đến đầu giường bác, ông quỳ xuống, quỳ xuống để ngang tầm với gối nằm của bác, vì hiểu bác muốn làm gì. Quả nhiên bác hôn lên trán Vũ Kỳ rất lâu rồi tắt thở. Đúng 9 giờ sáng, ông Vũ Kỳ nghẹn ngào gọi bác ơi và đứng lên vuốt mắt cho bác. Thế tất cả những chuyện đó nó tái hiện lại như một cuốn phim quay chậm trong chúng ta vậy thôi. Chứ tại sao năm nào cũng thế, cứ đến ngày bác mất ấy là trời đổ mưa. Lạ thế đấy các đồng chí, đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Và năm nào đảng ta cũng cho chiếu lại cái bộ phim những giây phút cuối cùng của bác. Các đồng chí đã xem cả rồi thì các đồng chí nhớ nhé, để mà học bác tự trái tim của mình nó mới thấm thía. Tang lễ bác xong, đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa, ta lại còn chứng kiến một cảnh đau đớn nữa mà bây giờ bác mất 50 năm rồi ta mới được nói đấy. Chứ nguyên tắc mật là nửa thế kỷ mới được công bố. Đó là gì các đồng chí? Đảng quyết định tang lễ bác xong đưa bác đi Liên Xô theo thỏa thuận giữa hai đảng. Nhờ ít Liên Xô mới giữ được bác. Nước mình xứ nhiệt đới, lăng chưa có, chuyên gia chưa đào tạo, dung dịch chưa chế được. Dung dịch là cái chất quan trọng nhất để giữ bác hồng hào như lúc sống, chưa làm được. Tốt nhất là nhờ Liên Xô rồi sau đó đón bác về. Trong hoàn cảnh bấy giờ, đấy là giải pháp tối ưu, không còn giải pháp nào tốt hơn. Đồng ý như thế. Thế nhưng đến khi thực hiện thì mới đau đớn. Ai nỡ nhìn bác bay vạn vạn dặm trên trời cao như vậy. Biết bao giờ mới được gặp bác, nhất là chiến thắng miền Nam đến nơi rồi. Các bà má miền Nam ra hỏi bác ở đâu thì biết nói thế nào. Trên tất cả nước mắt lưng tròng đề nghị Trung ương giữ bác lại. Trung ương cuối cùng thỏa theo lòng dân, thể theo lòng dân, quyết định thay đổi để bác lại. Chỗ này là ta biết ơn Liên Xô nhé. Đồng chí nào được đào tạo từ Liên Xô thì mới rõ này. Nước Nga đấy, họ nhân hậu lắm. Ta ngàn đời biết ơn Liên Xô và nước Nga ngày nay này, vì tất cả những gì đã làm cho Việt Nam, cho việc giữ gìn bác. Ký nghị định với nhau rồi mà vẫn thay đổi. Họ bay ngay về nước để báo cho trung ương của họ rằng thay đổi, rồi bay ngay sang để phục vụ bác cho nó kịp. Suốt năm chiến tranh, lăng của bác Hồ ta vào viếng nhé, các đồng chí có biết là của ai không? Đấy là công trình viện trợ không hoàn lại của Liên Xô cho Việt Nam đấy. Ta làm, họ làm tất cả vì chúng ta, vì bác Hồ. Thì chúng ta mới biết được những điều vĩ đại của bác. Một chi tiết này nữa này mà liên quan đến các nhà giáo này. Thế các đồng chí biết là khi bác mất, hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn bài thơ khóc bác, thì ai là người có thơ đầu tiên khóc bác? Ai cũng nghĩ là Tố Hữu với bài Bác ơi. Không phải đâu. Bởi vì bác mất ngày mùng 2, mùng 6 mới tổ chức lễ viếng, viếng ngày viếng đêm suốt mấy ngày liền, cả thế giới về viếng bác cơ mà. Lúc bắt đầu viếng bác mới xuất hiện Tố Hữu. Ông mới chạy từ bệnh viện về, ngồi trên ghế đá vườn hoa nhà bác, vừa khóc vừa viết bài Bác ơi cho nó kịp. Bởi vì nhà thơ đau tim rất nặng, cứ nấn ná ở lại phục vụ bác, không đi bệnh viện. Bác bảo chú chủ quan lắm, chú có bệnh nặng phải đi bệnh viện để các bác sĩ chữa cho. Đừng lo lắng gì cho bác,
ở đây còn có nhiều người, thế là yên tâm để đi bệnh viện để cho bác yên lòng. Có ngờ đâu chưa ra viện bác đã mất. Trên bài bác ơi đấy, chiều nay con chạy về thăm bác, ướt lạnh vườn rau mấy gốc dừa, trái bưởi kia vàng ngọt với ai, thơm cho ai nữa hỡi hoa nhài, còn đâu bóng bác đi hôm sớm, quanh mặt hồ in mây trắng bay. Ta đọc lại bài bác ơi nhé, cứ bốn câu là một tiếng nấc, tiếng khóc đẫm nước mắt. Vậy bài thơ Tố Hữu Bác Ơi không phải là bài đầu tiên, thì ai là người viết đầu tiên? Các thầy giáo cô giáo, nhất là ai dạy tiểu học thì phải quan tâm nhé. Em bé Trần Đăng Khoa lúc bây giờ 10 tuổi mà đi qua nhà bác, mà đã vào được nhà bác đâu. 10 tuổi thì em bé phải ra Hà Nội chữa mắt, bệnh thiên đồ thống mà, phải mổ ngay không thì mổ mất. Mà nghe tin bác mất, thế là òa lên khóc, viết ngay bài thơ viếng bác trên giường bệnh. Hóa ra bài thơ khóc bác đầu tiên ở nước ta là của một em bé 10 tuổi thần đồng thơ ca. Lúc bây giờ thì Trần Đăng Khoa 10 tuổi, chứ bây giờ Trần Đăng Khoa 61 tuổi rồi. Anh đã là một nhà thơ nổi tiếng, đã là phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam rồi. Đấy. Trần Đăng Khoa viết bài là cháu thề phấn đấu suốt đời. Nhưng cháu buốt ở nơi tim này, nơi đeo tang suốt đêm ngày bác ơi. Cái mảnh đăng tang nửa đen nửa đỏ trên ngực này. Một mắt cháu đã mờ rồi, cháu ngồi cháu khóc đất trời đổ mưa. Bác ơi cháu chẳng bao giờ còn mong gặp bác, cháu chờ đã lâu. Bác cho chúng cháu mai sau núi sông bất khuất đẹp giàu sáng tươi. Cháu thề phấn đấu suốt đời như lời bác dặn nên người bác mong. Em bé 10 tuổi có thể nói hộ tất cả chúng ta về nỗi lòng đau đớn mất bác đấy. Thì chúng ta nhớ lại cái bài thơ đó nhé. Còn Tố Hữu, ông không chỉ là nhà thơ lớn, ông còn là bí thư Trung ương Đảng chứ, tức là lãnh tụ. Tại sao để bác lại nhưng mà Trung ương quyết định đưa Tố Hữu đi Liên Xô? Các đồng chí có hiểu vì sao? Ông mắc bệnh đau tim đã đành, ông còn được các thầy thuốc báo cho Trung ương biết nhà thơ của chúng ta bị ung thư máu, phải khẩn cấp cho đi Liên Xô chữa. Dù không chữa được thì cũng làm hết sức mình. Thế là đưa nhà thơ đi Liên Xô để chữa. Nhà thơ cũng nhạy cảm biết ngay căn bệnh hiểm nghèo. Trên vừa đến Liên Xô, tổ quốc của Lenin, nhà thơ hỏi ngay, hỏi các giáo sư Liên Xô đấy, xin các giáo sư nói cho tôi rõ, liệu tôi còn sống được bao lâu nữa? Câu hỏi rất tỉnh táo nhé. Câu hỏi này có nghĩa là thế nào? Vì bài Bác ơi chỉ là một phác thảo kịp viếng bác thôi, nhà thơ phải viết một trường ca dài 500 câu theo chân bác. Giống như Lenin mất thì Mayakovsky viết trường ca Lenin ấy. Đấy, là như thế. Hỏi như vậy là để tính toán thời gian có còn đủ sức làm cái việc đó nữa hay không. Và các giáo sư Liên Xô rất là nhân hậu, nói một câu động viên an ủi là nhiều khi ý chí, nghị lực và niềm tin có thể chiến thắng được số phận, mong nhà thơ cứ yên tâm, chúng tôi làm hết sức mình. Nhưng mà nhà thơ hiểu ngay thế là nguy hiểm. Và ông thức trắng đêm 26 ngày đêm liền trên tổ quốc của Lenin để hoàn thành trường ca theo chân bác 500 câu. Vừa viết vừa khóc, nhất là đoạn viết về trái tim bác ngừng đập thì nhòe hết cả trang giấy. Tháng năm ơi có thể nào quên, hàng bóng cờ tan thắt dải đen, dù giữa lòng đau ta nhớ mãi cuộc đời như ngọn lửa đầu tiên. Còn thôi đập rồi chăng một trái tim, đỏ như sao hỏa sáng sao kim, muốn òa nức nở như em nhỏ, nước mắt ta đành nuốt lặng im. Đấy là đoạn nói về trái tim bác ngừng đập. Nhưng mà số phận cũng lại rất là mỉm cười với nhà thơ,
lại để cho nhà thơ sống thêm một thời gian nữa để ông chứng kiến được ngày rợp trời cờ đỏ sao vàng ở Sài Gòn trong giải thắng mùa miền Nam, đại thắng mùa xuân, rồi mới về với Bác. Mới đó thôi mà đã gần một nửa thế kỷ. Cho nên chúng ta lòng dặn lòng một câu thôi: yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn, thì nhất định phải sống tốt hơn, làm việc tốt hơn để xứng đáng với tình thương yêu của Bác, mà nhất là với đội ngũ cán bộ đảng viên của thị xã chúng ta, mà người đứng đầu là đồng chí bí thư thị ủy còn rất trẻ, vốn là thủ lĩnh thanh niên, cho nên chắc chắn là sẽ dành cho thanh niên chúng ta một sự quan tâm đặc biệt. Và tôi tin rằng tất cả chúng ta sẽ làm tốt như vậy để xứng đáng với Bác mà chúng ta muôn vàn kính yêu trên cái mảnh đất quê Bác, địa linh nhân kiệt của chúng ta. Tôi xin kết thúc ở đây. Xin cảm ơn tất cả các đồng chí.